Cô gái này tên Đường Hinh, sếp của cô ấy là tổng giám đốc điển trai của công ty điện ảnh thời Quang, Đường Vực. 4 năm trước, Đường Hinh mang kịch bản mới viết của mình đến ký hợp đồng với công ty điện ảnh thời quan và ngay khi nhìn thấy Đường Vực lần đầu tiên, cô đã tin vào tình yêu xét đánh. Trong suốt 4 năm sau đó, cô không ngừng tìm hiểu về anh, hy vọng một ngày nào đó có thể bước vào trái tim anh, người mà cô ngưỡng mộ. Nhưng anh lại yêu thích bạn thân của cô. Vì vậy, cô tự nguyện đề xuất giúp Đường Vực theo đuổi bạn thân mình, Minh Trúc, nhưng điều kiện là đường vực phải nghe theo sắp xếp của cô cô làm vậy chỉ để tạo cơ hội ở bên đường vực nhiều hơn rồi tận dụng lúc minh trúc từ chối đường vực khiến anh bị tổn thương tình cảm để lợi dụng cơ hội đó ý tưởng này thật tuyệt vời nhưng đường hinh không ngờ rằng đường vực không hề yếu đuối như cô tưởng cô không có cơ hội lợi dụng tình hình này công ty điện ảnh thời quang đang quay hai bộ phim nhưng một trong số đó vì bị cáo buộc vi phạm bản quyền nên đã bị kéo vào vụ kiện đường vực lập tức yêu cầu dừng dự án anh cho rằng đây là vấn đề nguyên tắc dù có thể gây thiệt hại lớn nhưng vẫn phải dừng lại mặc dù công ty điện ảnh thời quang cũng là nạn nhân nhưng khi mua bản quyền tiểu thuyết họ không xem xét đến vấn đề này và giờ phải chịu trách nhiệm đường vực là một chàng trai độc thân đẹp trai và giàu có vấn đề cá nhân của anh cũng là điểm thu hút sự chú ý của mọi người lúc này một nữ diễn viên mới nổi trong giới điện ảnh đã cố tình tạo ra tin đồn tình ái với đường vực để tăng độ nổi tiếng cho bản thân đường hinh rất tin tưởng vào nhân cách của nam thần của mình đường vực hoàn toàn không để tâm đến những tin đồn như vậy khi anh đang bận tâm về việc này anh tình cờ gặp đường hinh trong thang máy đường hinh cố tình tiến lại gần gũi đường vực khi đến bãi đậu xe đường hinh nói dối rằng xe của cô đang đi bảo dưỡng để có cơ hội ở bên đường vực thêm một lúc và muốn đường vực lái xe đưa cô về nhà đường hinh muốn ngồi ghế phụ nhưng lại bị đường vực coi như là tài xế khi thấy đường hinh không quen với chiếc xe đường vực đã tiến lên giúp cô điều chỉnh ghế ngồi nhưng sự tiếp xúc gần gũi này lại khiến trái tim đường hinh đập nhanh khi rời đi đường hinh thấy trợ lý cao đang quan sát chiếc xe của mình để không bị trợ lý cao phát hiện ra sự dối trá ngày hôm sau cô mua sáng cho anh ta nhưng hành động này lại bị đường vực hiểu lầm là đường hinh đang theo đuổi trợ lý cao khi đường vực về nhà em gái anh nói với anh rằng bố mẹ họ đã cãi nhau vì anh chưa có bạn gái thậm chí còn nghi ngờ anh đang mắc bệnh di truyền từ dòng họ nam nghĩ anh là ấy ấy đường vực để không ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình đành phải hứa sẽ sớm giải quyết vấn đề cá nhân cuốn tiểu thuyết tạo một giấc mơ cho anh của đường hinh đã ký hợp đồng bản quyền với công ty điện ảnh thời quang trong bốn năm và chỉ còn vài tháng nữa là hết hạn. cô rất muốn Đường Vực chuyển thể tác phẩm của mình thành phim, nhưng nội dung của nó là tiểu thuyết tình yêu thuộc thể loại giả tưởng, không phải là loại mà Đường Vực thích. Chủ biên Trần cho rằng khả năng gia hạn hợp đồng không lớn, cũng hy vọng Đường Hinh có thể tìm một công ty phù hợp để ký hợp đồng cho tác phẩm của mình. Tuy nhiên, Đường Hinh vẫn muốn cố gắng, hy vọng qua tác phẩm, Đường Vực có thể nhận ra năng lực của cô. để khẳng định năng lực của mình và tiếp cận Đường Vực, Đường Hinh đã chi một số tiền lớn mua thẻ năm tại phòng tập gym. Cô đặc biệt đến phòng gym để đánh dấu việc này và còn đăng hình ảnh lên mạng xã hội, hy vọng sẽ thu hút sự chú ý của Đường Vực và có một cuộc gặp gỡ tình cờ tại phòng tập. Khi cô đang chuẩn bị từ bỏ hy vọng, Đường Vực bất ngờ xuất hiện phía sau cô, khiến cô sợ chết khiếp. Đường Hinh đã tận dụng khoảng thời gian nghỉ của Đường Vực để đề cập đến chuyện tiểu thuyết của mình. Cô hy vọng Đường Vực sẽ trở thành nhà sản xuất cho dự án của mình. Nhưng Đường Vực lại trả lời hờ hững. Đường Hinh thất vọng tìm đến bạn thân để tâm sự bạn thân của cô rất rõ về những nỗi nhớ nhung và quá trình tâm lý mà cô đã trải qua trong 4 năm qua cô ấy khuyên đường hinh đừng chỉ chăm chăm vào một người đồng thời cũng bày tỏ quan điểm không mấy tích cực về đường vực nhưng dù vậy điều này không hề ảnh hưởng đến tình cảm mà đường hinh dành cho đường vực cô vẫn tiếp tục yêu anh như bị nghiện vì bản thân cần đi kiểm tra chất lượng sản phẩm mới tại nhà máy cô ấy đã để đường hinh ở lại trong cửa hàng điều này rất phù hợp với mong muốn của đường hinh khi cô đang muốn tìm một người mua dễ dàng để xoa dịu tâm trạng không vui đúng lúc này Em gái của Đường Vực và bạn thân đến cửa hàng quần áo. Đường Hinh thấy có khách hàng đến, liền hào hứng tiếp đón họ. Sau một hồi quảng cáo và thuyết phục, cô thành công khiến em gái Đường Vực mua hàng. Chất lượng của cửa hàng quần áo rất tốt, họ thích mê từng món đồ, cô đã mua tất cả những thứ cô thử. Khi đến lúc thanh toán, bạn thân nhìn thấy con số trên hóa đơn và bắt đầu nhắc nhở em gái Đường Vực. Đường Hinh cũng nhận ra vấn đề, Đường Hinh nhanh chóng dùng khả năng buôn bán của mình, nói rằng trước đó đã có người hỏi và hẹn sẽ trở lại mua, em gái Đường Vực nghe nói vậy nhanh chóng cầm thẻ và thanh toán. Khi bạn thân trở lại, cô ấy đã khen ngợi Đường Hinh rất nhiều vì đã bán hết hàng tồn kho, thậm chí còn khuyên cô nên chuyển sang làm trong lĩnh vực bán hàng, chắc chắn có thể kiếm được 1 triệu đô la mỗi năm. Bạn thân còn gửi cho Đường Hinh một phong bao lì xì lớn. Tuy nhiên, Đường Hinh không hứng thú với những điều này, mong muốn lớn nhất trong lòng cô vẫn là có thể theo đuổi được Đường Vực. Phó tổng của công ty điện ảnh Thời Quang, Huỳnh Thần Đông, như bướm bay lượn giữa quán bar, trong khi Đường Vực ở phía bên kia không hứng thú với những chuyện này, chỉ ngồi yên lặng uống rượu. Huỳnh Thần Đông hỏi anh về chuyện với Minh Trúc. Thần Đông nghĩ rằng Đường Vực đang buồn vì tình yêu đổ vỡ, nên khuyên anh nên tiếp xúc với phụ nữ nhiều hơn, nếu không mẹ Đường Vực sẽ trách móc anh. Mẹ Tăng thực sự rất quan tâm đến chuyện của con trai. Cô ấy nghe nói Đường Vực đang theo đuổi Minh Trúc, nên đã thúc giục em gái lấy hình ảnh của Minh Trúc. Khi Thần Đông gửi ảnh, do lỗi mạng nên đã gửi nhầm thứ tự, em gái Đường Vực nhầm lẫn Đường Hinh là Minh Trúc. Cô ấy đột nhiên nhớ ra, đây chính là người đã bán quần áo cho mình. Đường Hinh đang lo lắng về việc chuyển thể tiểu thuyết nên đã nhờ bạn thân Minh Trúc giúp đỡ. Minh Trúc liên hệ với biên kịch nổi tiếng Phùng Trình, người đã đưa ra lời khuyên sáng suốt cho Đường Hinh. Trong quá trình trò chuyện giữa hai người, họ tình cơ gặp đạo diễn nổi tiếng Lục Chi Hành. Lục Chi Hành nghe nói cô ấy chính là tác giả của tiểu thuyết làm một giấc mơ cho anh, liền thể hiện sự nhiệt tình ngay tại chỗ. Hai bên đã trao đổi WeChat và mong chờ sự hợp tác trong tương lai. Sau khi về nhà, Đường Hinh đã đăng một bài viết lên mạng xã hội, không ngờ Đường Vực lại thích bài đăng của cô điều này khiến cô không khỏi buồn bã không biết bao giờ mới có thể thực sự chinh phục được nam thần trong lòng mình đường hinh treo bức ảnh mới in của đường vực lên tường và giờ đây bức tường đã đầy áp hình ảnh của anh đây cũng là cách đường hinh giải tỏa tình cảm dành cho người mình yêu đường vực đã từ chối các kế hoạch khẩn cấp của các biên kịch đến lượt đường hinh trình bày khi thấy cô ấy đề cập đến làm một giấc mơ cho anh đường vực liền từ chối thẳng thừng đường hinh phải nài nhỉ mãi mới có được 5 phút để trình bày cô yêu cầu đường vực đưa giấy bút để thể hiện ý tưởng một cách chi tiết hơn. đường hình vẽ một bức tranh mô tả quả thực bức vẽ của đường hình không tốt lắm nhưng mối quan hệ nhân vật lại được thể hiện rất rõ ràng. đường vực hứa sẽ xem xét kỹ lưỡng hơn. đường hình thấy vẫn còn cơ hội tâm trạng lập tức trở nên vui vẻ. đường hình lại một lần nữa sử dụng chiêu thức cũ giả vờ xe của mình đi bảo dưỡng để xin đi nhờ xe của đường vực. đường vực không phát hiện ra thậm chí còn để đường hình lên xe của mình. lần này đường hinh đã may mắn trải nghiệm cảm giác ngồi ở ghế phụ bên cạnh nam thần của mình sau khi lên xe cô mở tấm chắn nắng phụ lái một bộ phận vô cùng nhạy cảm đường hinh cảm thấy rất hài lòng và ngồi đó không giấu nổi niềm vui đường vực hỏi cô tại sao lại vui vẻ như vậy đường hinh chỉ đành tìm cớ để lảng tránh trên đường đi đường vực nhận thấy khả năng học hỏi của đường hinh rất tốt yêu cầu cô chia sẻ kinh nghiệm của mình trong công ty và quảng bá rộng rãi nhưng đường hinh cho rằng đó là bí quyết độc quyền của cô nếu nói cho người khác biết thì sẽ mất hiệu quả cô cũng tiện thể hỏi về việc chuyển thể tiểu thuyết của mình. Đường vực dù cho rằng tiểu thuyết của cô không tồi, nhưng hiện tại công ty điện ảnh thời quang đang gặp khó khăn. Anh cần tìm một dự án có nội dung, đối tượng và sản xuất đủ chín chắn và có thể nhanh chóng thúc đẩy quy trình. Tiểu thuyết của cô có quá nhiều yếu tố giả tưởng nên chu kỳ sản xuất sẽ lâu hơn một chút, việc chuyển thể cũng cần nhiều kỹ năng và kinh nghiệm hơn. Mặc dù những lời này là suy nghĩ thực sự của đường vực, nhưng chúng vẫn làm tổn thương đường hình. Đường hình muốn nâng cao kỹ năng chuyển thể và khả năng sáng tạo của mình và việc làm việc tại phim trường chắc chắn là một cách nhanh chóng để cô đạt được điều đó cô liền gọi điện cho chủ biên trần tự nguyện xin đi làm việc tại phim trường vì các biên kịch khác không muốn nhận lấy công việc vất vả này chủ biên trần dù lo lắng nhưng vẫn đồng ý khi đường vực lái xe về nhà anh phát hiện ra một hộp giấy đặt trên chỗ đậu xe của mình bên trong hộp là một con mèo nhỏ kèm theo một lá thư xin nhận nuôi đường vực ban đầu không thích loại động vật nhỏ như thế nhưng khi nhìn thấy bộ dạng đáng thương của con mèo anh vẫn quyết định đem nó về nhà Em gái gọi điện cho anh trai và nghe thấy tiếng mèo kêu, cô ấy nài nỉ anh gửi con mèo cho mình. Đường Hinh đã như ý muốn gia nhập đoàn làm phim Bạch Lộ Vi Sương. Quả thực, làm việc ở đoàn phim là một cách rèn luyện bản thân. Ngay khi mới gia nhập, Đường Hinh đã bắt đầu bận rộn không ngừng. Khi Đường Vực đến thăm trường quay, anh phát hiện Đường Hinh mệt mỏi và ngủ quên, liền ân cần đắp áo của mình lên cho cô. Khi Đường Hinh tỉnh dậy và phát hiện mình đang mặc áo của Đường Vực, cô cảm thấy hạnh phúc trong lòng. Thần Đông phát hiện sự khác biệt trong cách Đường Vực đối xử với Đường Hinh, cảm thấy anh đã thay đổi cách nhìn với cô. Đường vực dù miệng lên án thần đông nói bậy, nhưng trong lòng lại có cảm giác khác lạ. Lục Chi Hành mời Đường Hinh ra ngoài ngồi chơi, bày tỏ sự quan tâm đến việc chuyển thể tiểu thuyết và càng có nhiều người quan tâm đến tiểu thuyết của mình, Đường Hinh càng cảm thấy buồn bã. Cô ước gì người quan tâm ấy là Đường Vực. Em gái Đường Vực định đến nhận con mèo nhưng giữa chừng lại bị Thần Đông rủ đi chơi game. Kết quả là con mèo làm bừa bộn cả nhà Đường Vực và trong lúc dọn dẹp, Đường Vực còn bị nó cào phải. Biết rằng Đường Hinh đã từng nuôi mèo, Đường Vực gọi điện nhờ cô giúp đỡ. Đường Hinh lập tức bỏ lục chi hành để chạy đến giúp anh. Sau khi chăm sóc vết thương cho Đường Vực, cô kéo anh đi tiêm phòng và đồng thời đưa con mèo đi kiểm tra sức khỏe. Đường Hinh không ngờ Đường Vực lại sợ kim tiêm, cô vừa cười trêu vừa dùng máy quay để phân tán sự chú ý của anh. Cảm thấy con mèo có thể là cầu nối giữa họ, Đường Hinh yêu cầu Đường Vực gửi con mèo cho mình. Đường Vực rất biết ơn Đường Hinh vì đã đồng hành cùng anh đi tiêm phòng hôm nay, nên anh rất vui vẻ gửi con mèo cho Đường Hinh. Kết quả là khi em gái đến nhận mèo cô đã không còn cơ hội biết rằng con mèo đã được đường hình nhận nuôi em gái tức giận mắng anh trai là người ưu tiên tình yêu hơn em gái công ty điện ảnh thời quang có một loạt tiểu thuyết sắp đến kỳ hạn gia hạn trong đó có tạo một giấc mơ cho anh của đường hình nghe quản lý nói đường vực đã đặc biệt chỉ đạo gia hạn tiểu thuyết này đường hình nhận ra đường vực có lẽ đã thích mình anh ấy thực sự có một chút tình cảm với mình mới có thể phá vỡ nguyên tắc của mình cô không muốn bỏ lỡ cơ hội này nên đã ăn mặc thật đẹp và quyết định tỏ tình với đường vực đó là chuyện của vài tháng trước vì anh đẹp trai giàu có và tốt bụng nên em thích anh nhưng lời tỏ tình này đối với đường vực quá đột ngột anh cũng chưa chuẩn bị sẵn sàng đường vực nói ra lời từ chối đường hinh một cách tự nhiên chúng ta không hợp nhau nghe thấy ba từ không hợp nhau đường hinh như bị xét đánh cô lùi lại một cách sợ hãi thái độ ấy của cô khiến đường vực cảm thấy đau lòng và những giọt nước mắt của cô càng làm anh xót xa đường hinh thất vọng bước ra khỏi văn phòng của đường vực bốn năm yêu đơn phương và chờ đợi không ngờ cuối cùng lại không có một khởi đầu đẹp đẽ khi cô ra cửa cô va phải trợ lý cao đang đến gửi tài liệu đường hinh cảm thấy rời đi như vậy quá mất mặt nên dưới ánh mắt ngạc nhiên của trợ lý cao cô quay trở lại văn phòng của đường vực có một số điều nếu không nói ra em vẫn cảm thấy không thoải mái nếu anh không thích em tại sao lại cho em hy vọng tại sao lại gia hạn hợp đồng cho một cuốn tiểu thuyết mà anh rõ ràng không coi trọng và này sau này nếu anh bị mèo chó người cắn đừng tìm em nữa em thật là ngốc mới ở bên cạnh chơi với anh lâu như vậy đường vực anh thật sự hơi tồi tệ sau khi mắng đường vực đường hinh vẫn cảm thấy chưa hết bực mình nên quyết định hôn anh một cách bất ngờ và mãnh liệt đường hinh sau khi hôn xong thì bỏ đi một cách ngầu lòi dù đường vực lúc này hơi sững sờ nhưng anh vẫn lo lắng đường hinh sẽ nghĩ quẩn nên yêu cầu trợ lý cao gọi điện cho đường hinh cậu nói với đường tổng rằng mẩu thịt đường sư tử của anh ấy tôi đã nếm thử rồi bình thường thôi không đáng để tôi nghĩ quẩn trở về nhà đường hinh đã che mặt khóc dù không cam lòng nhưng cũng bất lực cô đã xé bức ảnh của đường vực trên tường nhưng lại không nỡ vứt bỏ đúng lúc này mẹ cô gọi cô video cô buộc phải lau nước mắt để nghe điện thoại mẹ cô đã cho cô xem một số ảnh của những chàng trai trẻ thúc giục cô về nhà gặp mặt khi rảnh rỗi bất ngờ phát hiện đôi mắt sưng đỏ của cô như vừa khóc mẹ cô đã gọi cha cô đến đường hinh đành giải thích rằng đó là do nhập tâm vào cảnh phim cha mẹ cô dù cảm thấy cô đang nói dối nhưng không hỏi thêm chỉ nhắc nhở cô chú ý đến sức khỏe mặt khác đường vực cũng trằn trọc suốt đêm suy nghĩ về những kỷ niệm với đường hình anh hối hận vì đã từ chối cô một cách thẳng thừng và làm tổn thương cô đường vực đến malaysia tham dự lễ khai trương sau bữa tiệc thần đông vô tình nhắc đến chuyện giữa anh và đường hình thần đông với kinh nghiệm dày dặn của mình đã phân tích tình hình của hai người một cách tỉ mỉ thái độ của đường vực đối với đường hình khiến anh không khỏi khinh bỉ vì vậy điều quan trọng đã được làm rõ đường hình thích đường vực vì con người anh chứ không phải vì tiền bạc hay vẻ ngoài của anh mỗi lần hình ảnh của đường hình lại hiện lên trước mặt đường vực anh đã cố ý sắp xếp để đến thăm trường quay. Vừa lúc bắt gặp Đường Hinh đang thảo luận kịch bản với đạo diễn, Đường Hinh nhắc nhở mình đừng nhụt chí, và từ đó, thông qua kịch bản, bắt đầu chỉ trích Đường Vực một cách gián tiếp, khiến anh ta chẳng thể phản biện, giống như bị làm nhục. Đường Hinh cảm thấy đã giải được một nỗi oán hận, sau đó tìm bạn thân để chia sẻ. Nhưng trong lòng cô lại không hề cảm thấy vui vẻ. Lúc này, em gái Đường Vực và bạn thân lại đến cửa hàng, Đường Hinh quyết tâm chém em gái Đường Vực một nhát nữa. Khi cô gái nhìn thấy hóa đơn cao ngất ngường, cô bắt đầu phàn nàn với Đường Vực, cho rằng Đường Hinh cố ý trả thù mình. Dĩ nhiên, nguyên nhân trực tiếp chính là Đường Vực. Đường Vực biết rằng Đường Hinh không phải là người dễ dàng lừa gạt. Thần Đông nói với em gái mình rằng cứ để Đường Hinh chặt chém anh ta, vì anh ta nợ cô ấy. Khi giới thiệu Đường Vực là anh trai mình, em gái Đường Vực không giấu giếm, trực tiếp tiết lộ danh tính của mình cho Đường Hinh, khiến cô hơi ngạc nhiên, cảm thấy mình có lẽ đã hành động quá mức. Bạn thân của cô vội vàng tới hòa giải và còn tặng nhiều quà cho em gái Đường Vực để không làm không khí trở nên quá ngượng ngùng. Sau khi tiễn em gái Đường Vực, Đường Hinh suy ngẫm và nhận ra rằng Đường Vực chắc chắn biết danh tính thật của cô, nhưng vẫn chấp nhận bị bóc lột, có nghĩa là anh cảm thấy mình nợ cô. Lục Chi Hành hẹn Đường Hinh để nói chuyện về việc ký hợp đồng bản quyền tiểu thuyết. Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, Đường Hinh quyết định bán quyền sở hữu cho Lục Chi Hành. Lục Chi Hành vui mừng không thôi, liên tục xác nhận với Đường Hinh xem thông tin có thật không. Sau đó, họ bắt đầu nói về Đường Vực lục tri hành và đường vực là bạn học đại học và lục tri hành thậm chí còn đặc biệt danh cho đường vực là đường thục ngư nghĩa là cá chua ngâm giấm điều này bởi vì anh ta thực sự rất dễ ghen khi nghe lục tri hành nhắc đến đường vực biết làm món cá hồi quế nướng đường hinh bỗng nhớ lại cảnh tượng đường vực nấu ăn không trách anh ta làm món ăn rất chuyên nghiệp em gái đường vực đã giả trang để gặp thần đông cả hai có cảm tình với nhau nhưng chưa ai nói rõ đường vực rất hiểu tính cách của thần đông lo lắng rằng anh ta sẽ không tốt với em gái mình đã từng cảnh báo thần đông tránh xa em gái anh khi biết Thần Đông và em gái đi ăn cùng nhau, Đường Vực đã tận dụng cơ hội luyện quyền để dạy dỗ Thần Đông một bài học trên sàn đấu. Ở bộ phận biên kịch, mọi người đều bàn tán về việc Đường Vực sẽ ra hạn tạo một giấc mơ cho anh và mọi người đều muốn trở thành biên kịch chính cho dự án này. Họ không biết rằng Đường Hinh chính là tác giả của cuốn tiểu thuyết. Sau khi quản lý làm rõ, mọi người đều chạy đến chúc mừng Đường Hinh. Đường Hinh quyết định không gia hạn hợp đồng với công ty điện ảnh Thời Quang nữa. Cô đã tìm được người chủ sẽ sản xuất bộ phim cho mình, vậy thì không làm phiền ông chủ Đường nữa. Trợ lý cao chuyển lời này cho Đường Vực, khiến Đường Vực nổi giận. Đường Hinh đăng bài viết trên Weibo rằng cô đã quyết định để Lục Chi hành sản xuất bộ phim tạo một giấc mơ cho anh. Ngay lập tức, fan của Đường Hinh đã hành động, bắt đầu tìm kiếm những người trong giới phim ảnh có họ Lục. Fan giới Weibo của bạn thật sự rất mạnh mẽ. Chỉ trong một đêm, họ đã tìm ra tất cả những người sản xuất phim, nhà sản xuất, đạo diễn có họ Lục trong ngành. Trong một cuộc họp, khi Đường Vực hỏi về tình hình đăng ký truyền thể khởi đầu, thấy Đường Hinh không giơ tay, anh đã nhắm thẳng vào cô. Đường Hinh trả lời một cách không hèn mọn cũng không kiêu ngạo, khiến Đường Vực không thể tức giận. Sau cuộc họp, Đường Vực gọi Đường Hinh vào văn phòng, hỏi cô vì sao không ký hợp đồng bản quyền và nói rằng nếu ký hợp đồng, anh sẽ chuyển thể thành phim. Tuy nhiên, Đường Hinh đã mất kiên nhẫn, phàn nàn rằng đã ký hợp đồng 4 năm mà vẫn chưa được quay. Đường Vực không coi trọng cô, tự nhiên cũng không sẽ coi trọng tác phẩm của cô. Tôi chưa bao giờ nói rằng tôi không coi trọng sản phẩm của bạn, cũng không phải là không coi trọng bạn. Đôi khi không hợp nhau và không coi trọng là hai ý nghĩa khác nhau. Trước đây anh xem xét dùng khởi đầu là do công ty gặp vấn đề. Bây giờ vấn đề của công ty đã giải quyết, anh sẽ ngay lập tức xem xét gia hạn và chuyển thể tạo một giấc mơ cho anh. Nhưng Đường Hinh đã quyết định và bất kỳ giải thích nào bây giờ cũng không còn ý nghĩa. Cô muốn ký hợp đồng với ai thì ký. Đường Vực yêu cầu trợ lý cao tìm hiểu Đường Hinh đã bán bản quyền cho ai. Trợ lý cao chỉ biết cô bán cho một người họ Lục. Khi mọi người đang đoán giải đoán non về danh tính của Lục Chi Hành. Lục Chi hành chủ động lên tiếng xác nhận và thông báo chính thức. Anh mời Đường Hinh ra ngoài thảo luận chi tiết hợp đồng và muốn cô tăng mức phí ký hợp đồng. Dù cuốn tiểu thuyết này từng là best, Đường Hinh không quá coi trọng tiền bạc. Mức phí giống như hợp đồng với công ty điện ảnh Thời Quang là đủ, điều quan trọng với tôi là đưa tiểu thuyết lên màn ảnh. Cha cô gọi cô video, lo lắng về chuyện hôn nhân của con gái, một mình đến công viên tìm kiếm người đàn ông phù hợp. Đường Hinh bảo cha mình không cần phải lo lắng cho mình, người thuộc về mình sẽ không bao giờ chạy mất. Mặt khác, đường vực đang buồn bã trong văn phòng nhớ lại những kỷ niệm với đường hình nhân viên ngoài kia bàn tán về đường hình khiến đường vực càng thêm bực bội anh bước ra ngoài với vẻ mặt tức giận hai mối quan hệ phức tạp nhất giữa nam và nữ là gì chị dâu và em rể còn nữa bạn thân và bạn trai của bạn thân trợ lý cao vô tình đụng chạm vào điểm nhạy cảm của đường vực không ngạc nhiên khi anh bị trừ tiền làm thêm giờ tối đến đường vực bắt đầu nhớ nhung đường hình không biết từ bao giờ nhớ nhung cô trở thành thói quen của anh nhưng tin nhắn mà anh gửi đi đường hình không hồi âm, cô quyết định phải cứng rắn với lòng mình. Vì đường vực đã từ chối cô, đường hình quyết định không thể tiếp tục quấn lấy anh ấy nữa. Ngoại trừ công việc, cô không muốn liên lạc với đường vực. Đường vực bị đường hình lạnh nhạt, tới công ty ngày hôm sau không biết nên chút giận lên ai và tội nghiệp trợ lý cao trở thành mục tiêu của anh. Sau một hồi tìm chuyện với trợ lý cao, trợ lý cao xin đường vực tha cho mình, nếu không anh ta sẽ phải làm việc miễn phí cho công ty trong 10 năm chủ biên tập trần khen ngợi công việc xuất sắc của đường hinh sau khi cô gia nhập đoàn làm phim và đoàn đạo diễn cũng đã nhiều lần ca ngợi cô đường hinh nói rằng trong thời gian này cô cũng học được nhiều điều từ đoàn làm phim chủ biên tập trần yêu cầu cô chuẩn bị sẵn sàng làm việc một mình trong đoàn cho ít nhất là bộ phim tiếp theo và cung cấp cho cô danh hiệu biên kịch chung đường hinh bày tỏ lòng biết ơn nhưng cô nói rằng cô vẫn muốn thực hiện tạo một giấc mơ cho anh đường vực gọi đường hinh đến hỏi lý do cô rời khỏi nhóm dự án đường hinh giải thích rằng cô đã hoàn thành công việc của mình trong nhóm và cô đã xác nhận điều này nhiều lần với đạo diễn trước khi rời đi. đó là một việc làm hết sức bình thường. hơn nữa, bước tiếp theo, cô dự định sẽ từ chức và rời khỏi công ty điện ảnh thời quang. đường vực không thể chấp nhận việc đường hình từ chức. thần đông gọi điện nhắc đường vực tham dự buổi họp mặt cựu sinh viên. trước khi lục tri hành đến, đường vực vẫn là tâm điểm của nhóm bạn cũ, nhưng khi lục tri hành xuất hiện, anh ta nhanh chóng chiếm lấy vị trí trung tâm. đường vực không quan tâm đến những chuyện này, chỉ là việc đường hình nghỉ việc giống như một sương cá mắc kẹt trong cổ họng anh hai người không tránh khỏi một trận khẩu chiến. Lục Chi Hành đã gửi mẫu hợp đồng cho Đường Hinh và khi thấy có điều khoản tham gia đoàn làm phim, Đường Hinh rất phấn khích. Điều này sẽ giúp cô có cơ hội thực hiện mong muốn đưa tiểu thuyết lên màn ảnh. Trong thang máy, Đường Hinh gặp Đường Vực và Thần Đông. Thấy hai người không nói chuyện, Thần Đông đành phải làm người hòa giải, mời Đường Hinh đi ăn cùng. Đường Hinh cho biết cô chỉ đến công ty lấy đồ và sẽ sớm đi. Thần Đông nói đùa với Đường Hinh, bảo cô không đủ tình cảm, rằng sếp của cô còn đang ở đây, sao cô có thể nói nghỉ việc là nghỉ việc. Đường Hinh tự tin và bình tĩnh đáp lại, mọi người đều muốn tiến lên cao hơn mà. Câu nói này suýt chút nữa làm Đường Vực tức giận đến mức muốn bóp méo mũi mình. Tại bãi đậu xe dưới lòng đất, Đường Vực gọi Đường Hinh lại và hứa sẽ cho cô cơ hội làm biên kịch. "Tôi sẽ làm nhà sản xuất cho bạn, nhưng điều kiện là Đường Hinh không được rời khỏi công ty điện ảnh Thời Quang." Đường Hinh có cảm giác như Đường Vực đang thể hiện sự mềm mỏng và thiện chí với cô. Cô không chắc chắn đó là vì anh ấy quý trọng tài năng hay vì tình cảm cô nói với đường vực rằng làm kinh doanh và sáng tạo tác phẩm là hai chuyện khác nhau cô vẫn định giao bộ phim cho người thực sự thích tác phẩm của mình trong khi đường vực thậm chí chưa từng đọc tiểu thuyết của cô thần đông khuyên đường vực nên áp dụng biện pháp mạnh mẽ hơn nếu ngay lập tức khởi động dự án có thể giữ lại tạo một giấc mơ cho anh vì bản quyền chưa hết hạn nhưng đường vực nói rằng anh không muốn làm đường hinh khó xử về nhà đường vực lấy ra cuốn tiểu thuyết đường hinh tặng cho mình trang đầu viết rằng mong suốt đời này có người với y phục lộng lẫy cùng bạn xem ngọn lửa rực rỡ lời tỏ tình này đã rất rõ ràng đường vực hối hận vì mình phản ứng chậm chạp đặc biệt là khi gió thổi trang sách cuối cùng của cuốn tiểu thuyết đường hinh lại viết xin chào đường vực chào mừng bạn đến với thế giới của tôi em gái đường vực trở thành fan của đường hinh mua ngay một nghìn cuốn sách tổ chức quay số rút thăm cho fan của đường hinh trên tli đường hinh đã trả lời bày tỏ lòng biết ơn đường hinh quyết định từ chức cô đến gặp đường vực để nộp đơn từ chức đường vực chỉ trích cô không chịu trách nhiệm nói rằng thích mình nhưng chỉ sau vài ngày đã thay đổi ý định đường hinh nói rằng việc thích anh chỉ là chuyện trong nháy mắt dùng nửa tháng để quên anh đã là quá nhiều đường vực nắm lấy tay đường hinh không để cô rời đi nhưng anh lại không tìm ra lý do cụ thể cuối cùng chỉ có thể để đường hinh đi còn mình như quả bóng đã xì hơi mất hết tinh thần đường vực cảm thấy không vui vì sự ra đi của đường hinh thậm chí cả bà lao công cũng cảm thấy sợ hãi thần đông hiểu nỗi đau của đường vực thấy vậy liền vội vàng đến an ủi đồng thời nhắc đến chuyện doanh thu phim anh muốn dùng công việc để chuyển hướng sự chú ý của đường vực và quả nhiên phương pháp này hiệu quả. Đường vực đã điều chỉnh tâm trạng và bắt đầu tập trung vào công việc. Em gái đường vực gửi sách cho những người hâm mộ của đường hình trúng thưởng, cô tự mình viết địa chỉ, cảm thấy đó là một nghi thức quan trọng. Đường vực thấy vậy hỏi cô vì sao trả cho nhà xuất bản 50.000 đồng, khi biết là để ủng hộ đường hình, anh im lặng rồi bước đi. Trong bữa tiệc gia đình, mẹ đường dục đường vực nhanh chóng tìm bạn gái. Đường vực đành phải dùng chuyện em gái mình và thần đông để tránh né, chỉ trích cô không nên hẹn hò với thần đông. Về việc này, cả cha và mẹ đường đều ủng hộ đường vực khiến em gái hơi bực mình sau đó cô báo lại với mẹ rằng anh trai mình đã có người trong mộng và mẹ đường cũng đã từng xem qua ảnh của cô ấy em gái ôm 10 quyển sách đến xin chữ ký của đường hình khi thấy đường vực gửi tin nhắn nói cũng muốn một cuốn cô bảo đường hình viết bất cứ thứ gì cũng được thần đông nhận ra tâm trạng của đường vực không tốt nên tìm mọi cách để chọc tức đường vực đường vực kéo anh ta đi uống rượu và thần đông nhạy bén phát hiện ra rằng đường vực đã phải lòng đường hình và đang vì chuyện này mà lo lắng vì vậy thần đông khuyên đường vực hãy mạnh dạn hành động về nhà đường vực vẫn hơi lơ đãng trợ lý cao gọi điện hỏi về việc ký kết ngày mai nhưng đường vực chẳng chú ý sau khi xem đường Hình khoe bức ảnh nhận được lì xì từ bạn thân trên mạng xã hội đường vực bị truyền cảm hứng quyết định dùng lì xì làm cách để chiếm được niềm vui của đường hình nhưng dù anh đã gửi tới 6 lì xì đường hình vẫn không chịu nhận em gái đường vực mang sách đường hình đã ký cho anh trai đường vực thấy trang đầu tiên có chữ ký là hình đầu lợn liền gọi điện cho đường hình hỏi tại sao lại vẽ một cái đầu lợn đường hinh đang tập yoga sau vài lần bị làm phiền cô bực bội nói rằng đường vực có bệnh đường vực bảo cô hãy mắng một trận cho đã bởi vì đường hinh bây giờ giống như một con nhím anh muốn tiếp cận cô cần phải chịu đựng vài cái châm đường hinh đáp trả rằng cô đã nghỉ việc nếu anh muốn bị châm chọc có thể tìm những nhân viên đang làm việc đường vực buồn bã nửa đêm gọi thần đông đến thần đông nghĩ là có chuyện gì nhưng cuối cùng mới hiểu rằng đường vực muốn học hỏi cách tán gái từ anh thần đông nói với đường vực anh ta cảm thấy đường vực và đường hình rất hợp nhau nhưng đường vực lại không nghĩ vậy dù không tìm ra lý do chỉ có thể nói anh ta cảm thấy đường hình rất đặc biệt thần đông chia sẻ kinh nghiệm theo đuổi cô gái với đường vực bốn chữ đầu tư theo sở thích khi đường hình giúp đường vực theo đuổi minh trúc cô đã làm một bản trình bày ppt về tình yêu đường vực lập tức tìm ra bản ppt đó muốn tìm cách phù hợp để theo đuổi đường hình anh ta làm theo cách trên tưởng tượng ra bản thân mình phục tùng đường hình mọi mặt đây là một hành trình dành riêng cho tình yêu và điểm đến lần này chỉ có một, đó là trái tim bạn. Thất bại rồi, đường vực, anh lại thất bại rồi. Cảnh tượng anh ta nịnh bợ, khúm núm khiến anh khó chấp nhận trong chốc lát. Đường Hinh thức dậy phát hiện phần bình luận trên Weibo của mình nổ tung. Hóa ra là đường vực đã chia sẻ Weibo của đường Hinh về việc chuyển thể tiểu thuyết thành phim, mọi người đoán rằng đường vực muốn lấy lại bản quyền. Lục Chí Hành thấy vậy cũng bắt đầu lo lắng, anh vội vàng gọi điện xác nhận với đường Hinh. Đường Hinh bảo anh yên tâm, cô không phải là người thất thường. Không lâu sau, Đường Hinh đến studio của Lục Chí Hành, nhân viên ở đó nhiệt liệt chào đón cô. Phùng Trình hỏi cô một số câu hỏi về việc chuyển thể nguyên tác. Đường Hinh nhanh chóng nhập cuộc. trợ lý cao báo cáo cho Đường Vực về dữ liệu nghiên cứu thị trường gần đây của studio Lục Chí Hành. Vì Đường Vực có ý định đầu tư vào studio của Lục Chí Hành, anh lo lắng rằng bộ phim của Đường Hinh sẽ gặp vấn đề về tài chính. Lục Chí Hành chuẩn bị mời Đường Hinh và Phùng Trình đi ăn, nhưng tin tức từ bệnh viện cho biết biên kịch lão vạn đã được chẩn đoán mắc ung thư dạ dày. Tin tức đột ngột này khiến mọi người đều rất kinh ngạc. Đường Hinh lo lắng về tương lai của tạo một giấc mơ cho bạn do bệnh tình của lão vạn. Bạn thân và em gái đường vực an ủi bên cạnh, nghi ngờ rằng tâm trạng của em gái đường vực cũng không tốt, họ đoán rằng có thể là do thần đông và tin đồn tình cảm của anh với một người mẫu hình ảnh. Đúng lúc này, thần đông dẫn theo bạn gái mới đến mua quần áo, em gái đường vực chủ động đảm nhận nhiệm vụ tiếp đón. Quần áo của quán thực sự từ kiểu dáng đến chất lượng đều rất cao cấp, bạn gái của thần đông rất thích. Tuy nhiên, khi đến lúc thanh toán, cô ấy phát hiện giá cả hơi cao, nên khuyên thần đông không mua nhưng trước mặt em gái đường vực và đường hinh thần đông làm sao có thể mất mặt anh ta cắn răng mua luôn sau khi ra ngoài bạn gái phát hiện ra sự kỳ lạ trong cách biểu hiện của em gái đường vực cảm thấy mối quan hệ của cô với thần đông không phải là bình thường thần đông đành phải giải thích rằng cô ấy là em gái của một người bạn thân em gái đường vực chặt chém thần đông cũng coi như giải được một nỗi oán hận em gái đường vực khuyên đường hinh quay lại làm việc tại công ty điện ảnh thời quang đường hinh vẫn kiên quyết Muốn giao tác phẩm cho người hiểu nó và Lục Chi Hành là lựa chọn tốt nhất. Đường Hinh tiết lộ kế hoạch mua nhà gần studio của Lục Chi Hành, em gái Đường Vực chú ý ghi nhớ và hứa sẽ giúp cô tìm nguồn nhà. Đường Vực cố ý mời Đường Hinh đến, bày tỏ rằng anh đã biết chuyện biên kịch lão vạn mắc bệnh, việc đầu tư có thể gặp vấn đề. Anh khuyên Đường Hinh đưa tạo một giấc mơ cho bạn trở lại, ít nhất việc đầu tư sẽ được đảm bảo. Đường Hinh đối diện với sự thay đổi của Đường Vực, một lúc nào đó cô hơi bối rối, đoán không biết anh ta thật hay giả. Đường Vực nói rằng cuốn tiểu thuyết này là cuốn đầu tiên anh đọc từ đầu đến cuối. Anh ta rất quan tâm đến nội dung cuốn sách và còn chuẩn bị thảo luận với Đường Hinh về nội dung trong sách, nhưng trợ lý cao không đúng lúc mà gõ cửa. Đường Hinh cảm thấy đã đến lúc nên đứng dậy lịch sự chào từ biệt, nói rằng sau khi bộ phim quay xong, cô sẽ mời các đồng nghiệp tại Thời Quang đến xem. Đường Vực chỉ có thể đứng nhìn cô rời đi. Lục Chi Hành gọi điện mời Đường Hinh đến, đề nghị cô và Phùng Trình cùng nhau làm biên kịch chính cho bộ phim này. Đường Hinh hơi phấn khích hứa sẽ làm hết sức mình hoàn thành nhiệm vụ này dù sao đây cũng là tác phẩm điện ảnh đầu tiên của cô sau đó lục chi hành nhắc đến việc thời quang muốn đầu tư đường hinh hơi ngạc nhiên nhưng cô vẫn phân biệt rõ ràng giữa cảm xúc cá nhân và lợi ích công ty cô bảo lục chi hành không cần quan tâm đến cảm xúc của mình nếu điều kiện hợp lý thì cứ thương lượng và hợp tác sau khi đường hinh rời thời quang đường vực bắt đầu trở nên mất hồn mất vía cuối cùng quyết định đầu tư vào studio của lục chi hành đường hinh cảm thấy khó hiểu với hành động này của đường vực chỉ trích anh ký hợp đồng 4 năm không quay phim bây giờ lại đến đầu tư chỉ là cách để anh quấy rối cô đường vực đã đưa ra điều kiện rất hấp dẫn cho lục tri hành nhưng lục tri hành vẫn do dự phùng trình nhận ra sự khó hiểu trong hành động này cho rằng anh ta đã phải lòng đường hình lục tri hành kiên quyết phủ nhận anh nói rằng anh thấy được sự không thoải mái của đường hình bộ phim không thiếu vốn đầu tư anh không muốn làm khó đường hình đường vực trở về nhà liên tưởng đến sự lạnh nhạt trước đó của đường hình và hành động quan tâm của lục tri hành dành cho đường hình khiến anh cảm thấy bất an anh nghi ngờ mình có phải đang ghen tuông không ngay sau đó em gái xuất hiện trước mặt anh hỏi anh đang ghen với ai em gái uống rượu đường vực liền chút giận lên cô bảo cô dừng những suy nghĩ không thực tế ngày mai đến thời quang báo cáo em gái vực đồng ý và cô tiết lộ với đường vực chuyện đường hình chuẩn bị mua nhà đường vực bắt đầu có những suy nghĩ hôm sau đường hình thấy một căn nhà rất ưng ý cô tưởng rằng giá cả sẽ khó chấp nhận nhưng không ngờ người môi giới nói rằng giá nhà nằm trong kỳ vọng của cô đường hình thấy vậy không suy nghĩ nhiều Liên đồng ý và nhanh chóng hoàn tất thủ tục mua nhà. Vì căn nhà đã có thể dọn vào ở ngay, Đường Hinh sớm tiến hành chuyển nhà. Đường Vực chủ động đến giúp cô sắp xếp đồ đạc, nhưng Đường Hinh không cho anh mặt mũi, thậm chí không cho anh uống nước. Đường Vực chủ động xin nước, cầm lấy cốc nước Đường Hinh đã uống và uống. Đường Hinh nhìn thấy, chạy lại ngăn cản, đẩy Đường Vực ngã xuống sofa. Tư thế của hai người hơi mập mờ, khiến Đường Hinh hơi lơ đãng. Đối mặt với sự ngượng ngùng của Đường Hinh, làm sao mà giật mình thế, nước tôi đã uống rồi. Vậy thì sao? Hôm trước trong văn phòng, cô đã cắn và nhai tôi gần 3 phút, Đường Vực nhắc đến việc Đường Hinh hôn mình mạnh mẽ. Anh ta bảo rằng chỉ uống một ngụm nước mà cô còn tính toán với anh. Đường Hinh bị bong gân tay trong lúc dọn đồ, Đường Vực tỉ mỉ lấy túi đá giúp cô chườm lạnh. Đường Hinh bắt đầu dối trí, bắt đầu thảo luận với Đường Vực về việc lần hôn mạnh mẽ trước đây, bỏ qua ý nghĩa thực sự của việc thảo luận chuyện này. Em gái Đường Vực làm việc vặt tại thời quang, bị mọi người sai khiến khiến cô bận rộn. Sau giờ làm cô phát hiện xe của anh trai cũng đậu ở đây nên lên hỏi đường hình nhưng bất ngờ phát hiện ra đường vực đã mua nhà bên cạnh đường hình đường vực mua nhà bên cạnh nhà đường hình sự trùng hợp này chính xác là minh chứng cho vấn đề em gái mang theo thắc mắc hỏi anh trai đường vực đành phải nói sự thật sau khi biết đường hình muốn mua nhà anh đã gọi cho anh họ làm nghề bất động sản đề xuất mua hai căn nhà liền kề anh họ biết anh muốn theo đuổi cô gái nên không chút do dự mà đồng ý em gái hiểu rõ tình hình vội vã đến nhà đường hình để báo cáo Cô khẳng định rằng anh trai mình đã phải lòng cô, bằng không anh ta làm sao bỏ biệt thự để chuyển đến làm hàng sóng cô. Điều này càng làm lộ rõ tâm ý của Đường Vực. Đường Hinh cảm thấy lạ, nhưng cô không mắc mớ vào vấn đề này, thay vào đó tập trung vào việc chuẩn bị món ăn đón bạn bè. Hoa Nhi đến và tiết lộ bí mật của Đường Hinh, hóa ra một số món là Đường Hinh đặt ngoài hàng, nhưng súp thì do cô nấu. Tiểu Tiểu nói với Đường Hinh rằng em gái Đường Vực đã đi làm tại Thời Quang, rất giống với Đường Hinh trước kia, suốt ngày chạy vào văn phòng tổng giám đốc khi nghe thấy tên mình em gái đường vực tới hỏi đường hinh tại sao trước kia cô luôn vào phòng làm việc của anh trai tiểu tiểu nghe xong thì giật mình mới biết được danh tính thực sự của cô nàng tiểu thư là em gái đường vực mọi người uống một chút rượu em gái đường uống hơi nhiều cô định dựa vào nhà anh trai nhưng đường vực lại cho người đưa cô về sau đó anh ta gõ cửa muốn nói chuyện tử tế với đường hinh nhưng đường hinh không hồi đáp đành lòng không còn cách nào khác anh ta gọi điện cho cô liệu việc đã làm phiền bạn một lần có khiến mọi chuyện trở nên khó khăn hơn không đường hinh không trả lời cô chỉ đặt điện thoại xuống hai người một người ở ngoài cửa người kia ở trong nhà bắt đầu trò chuyện đường hinh nói rằng bố cô có biệt danh là thổ phỉ cô trước kia rất nhát gan sợ sự mọi chuyện đều do bố cô ra mặt nhưng sau này cô lớn lên đối mặt với sự việc thì trực tiếp đáp trả lại mọi người đặt cho cô biệt danh là tiểu bá vương và tiểu bá vương không bao giờ chịu thiệt đường vực dường như đã tìm ra câu trả lời anh ta nhẹ nhàng chúc đường hinh ngủ ngon sáng hôm sau đường vực bắt đầu bận rộn chuẩn bị bữa sáng cho đường hinh chú ý đến cả hình dạng của trứng chiên liên tục thử nghiệm cả hamburger cũng phải làm cho đẹp dáng phần ăn thừa anh ta chỉ có thể nhờ trợ lý cao giúp tiêu thụ đường vực nhìn qua lỗ nhìn cửa không thấy đường hinh ra ngoài cả buổi anh ta đành phải nhẹ nhàng tiến đến cửa nhà đường hinh để nghe lén nghe thấy có tiếng động bên trong anh vội vã chạy về nhà sau đó ra ngoài giả vờ tình cờ gặp nhau trong thang máy đường vực ép buộc đường hinh nhận bữa sáng tự làm với tình yêu lần này đổi tôi theo đuổi em Trước đây chính anh đã nói tôi không phải kiểu người anh thích, chúng ta không hợp nhau. Tôi đã chấp nhận điều đó rồi, bây giờ ý anh là gì? Nếu anh không làm phiền tôi nữa, tôi sẽ nhanh chóng ổn thôi. Nhưng nếu anh cứ cố chọc gẹo tôi, tôi không phải loại người mà anh muốn gọi là đến, muốn đuổi là đi. Nói xong, cô quay người bước ra khỏi thang máy. Đường Hinh đến studio của Lục Chi Hành, anh ta thông báo cho cô rằng lịch trình của Chu Giai Lộ đã kín, họ phải chọn diễn viên mới từ học viện điện ảnh. Mặt khác, Trợ lý cao báo cáo với Đường Vực rằng người quản lý của Chu Giai Lộ yêu cầu hủy hợp đồng, lý do là để điều chỉnh tâm trạng. Thực tế, trong bộ phim đó, Chu Giai Lộ là nữ phụ và lịch trình này trùng với thời gian quay phim tạo một giấc mơ cho bạn. Đường Vực nghĩ về tình hình của Đường Hinh, quyết định cho Chu Giai Lộ hủy hợp đồng. Người quản lý truyền tin tốt lành này cho Chu Giai Lộ, nhưng cô ấy lại do dự. Cô lo lắng rằng điều này sẽ để lại ấn tượng xấu cho Đường Vực. Người quản lý an ủi cô, đồng thời khuyên cô không nên tiếp tục hy vọng trở thành bà Đường. Cô và Đường Vực đã nhiều lần dính tin đồn tình ái, nhưng Đường Vực luôn lạnh lùng với cô. Đường Hinh đến tham dự tiệc của bạn thân em gái Đường Vực, nhưng cuối cùng lại say xỉn. Hoan Nghi đành phải gọi điện, tìm Đường Vực và Thần Đông đến đưa Đường Hinh và em gái Đường Vực về nhà. Đường Vực sai người đưa em gái về, còn mình thì đỡ Đường Hinh về nhà. Trong trạng thái mơ mơ màng màng, Đường Hinh coi Đường Vực như người trong mộng, tình cảm không thể giấu giếm. Đường Vực ân cần đắp chăn cho cô, sáng hôm sau, Đường Hinh tỉnh dậy từ cơn say nhưng lại bị giật mình bởi tiếng gõ cửa của đường vực cô không ngờ đường vực lại ở trong nhà mình khi nhớ lại chuyện tối hôm qua cô cảm thấy khá ngượng ngùng cô đi ra ngoài hỏi đường vực có phải anh ta đã lén xe mật khẩu của nhà cô không đường vực đã chuẩn bị sẵn bữa sáng đang uống cà phê chờ cô với vẻ mặt tự nhiên như đang ở nhà mình đường hinh đã mắng anh ta vài câu dù sao đường vực cũng tốt bụng đưa cô về cô không nên quá khắt khe đường vực chuẩn bị rời đi vì có việc anh ta khuyên đường hinh hãy suy nghĩ kỹ về việc quay lại thời quang bày tỏ sẽ hỗ trợ cô hoàn thành ước mơ của mình. Anh còn nhắc Đường Hinh nên đổi mật khẩu cửa, dùng ngày sinh của cô không an toàn. Đường Hinh tức giận, Đường Vực nói với cô rằng cửa nhà anh cũng dùng ngày sinh của cô làm mật khẩu. Lục Chi Hành đến studio và trực tiếp tìm Phùng Trình, Phùng Trình khen ngợi khả năng của Đường Hinh hết lời, nói rằng Lục Chi Hành lần này thật sự đã tìm được bảo bối. Lục Chi Hành thì bày tỏ, anh ta chú ý đến chính là tính cách như Đường Hinh, khả năng chưa được rèn luyện, không bị ràng buộc bởi các quy tắc cứng nhắc, không giống như Phùng Trình và những người khác, Lục Chi Hành vui vẻ mời Phùng Trình đi xem phim. Biết Đường Hinh cũng đi, Phùng Trình dù đã đồng ý nhưng sau đó đã lùi bước, không đến vào thời gian đã hẹn, để Lục Chi Hành nắm lấy cơ hội. Lục Chi Hành ám chỉ chuyện này, nhưng Đường Hinh không để tâm. Cảnh hai người xem xong phim ra ngoài thảo luận bị bạn thân em gái Đường Vực chứng kiến và chụp lại. Đường Vực cả ngày không nhận được tin tức của Đường Hinh, anh cảm thấy không thoải mái, nên chủ động liên lạc với Đường Hinh nhưng không nhận được phản hồi, lại nhận được bức ảnh từ em gái. Thấy Lục Chi Hành và Đường Hinh có cử chỉ thân mật, áp lực của đường vực tăng lên. Sáng hôm sau, em gái hỏi anh trai về việc công ty phát triển mảng quản lý nghệ sĩ, lo lắng rằng điều này sẽ làm gia tăng tính lăng nhăng của thần đông, cô quyết định theo anh đến học viện điện ảnh. Đường Hinh đến studio của Lục Chi Hành, Lục Chi Hành dẫn cô và Phùng Trình đi. Chuẩn bị đến học viện điện ảnh để chọn diễn viên, trên đường đi, em gái gửi tin nhắn nói muốn giúp anh trai theo đuổi Đường Hinh. Cô liệt kê 5 ưu điểm lớn của Đường Vực, hy vọng Đường Hinh sẽ trở thành chị dâu của mình. Lục Chi Hành và những người khác không chọn được diễn viên như ý, không ai đáp ứng được tiêu chuẩn của họ người cuối cùng cũng chỉ là tạm được nhưng lại bị lục tri hành từ chối ba người thất vọng bước ra ngoài lục tri hành quay đầu lại bất ngờ bị một người đẹp thu hút sự đơn thuần xinh đẹp và trong sáng của cô gái khiến lục tri hành đứng hình tại chỗ anh vội vã tiến lại muốn hỏi thăm đường hinh thấy vậy vội vàng đuổi theo hóa ra người đẹp chính là em gái đường vực nghe lục tri hành định mời em gái đường vực đóng vai nữ chính đường hinh cũng bày tỏ sự đồng tình cô cảm thấy em gái đường vực thực sự phù hợp với vai diễn nhưng em gái đường vực chưa từng diễn xuất không phải là người học chuyên ngành cô cảm thấy hơi do dự đường vực sau khi hoàn thành công việc đã tiến đến anh luôn đối đầu với lục tri hành đặc biệt khi thấy đường hinh và lục tri hành đi cùng nhau khá gần tống vực cảm thấy đặc biệt phản cảm với lục trí hành nhưng anh rất tôn trọng sự lựa chọn của em gái nếu cô ấy muốn tham gia anh càng sẵn lòng đầu tư vào bộ phim này em gái đường không ngay lập tức đồng ý cô nói rằng mình cần suy nghĩ kỹ sau khi xác nhận em gái đường phù hợp với nhân vật nữ chính Đường Hinh bắt đầu hành trình thuyết phục cô, với sự hợp tác của Lục Chí Hành, em gái Đường nhanh chóng đầu hàng. Trở về sau, cô bắt đầu thuyết phục Tống Vực. Tống Vực không biết phải làm sao với cô, chỉ có thể để cô thử sức. Có lẽ sau khi trải qua khó khăn, cô sẽ thay đổi ý kiến. Trợ lý Cao thấy Tống Vực lo lắng về việc theo đuổi Đường Hinh nên đề xuất một kế hoạch đau thương. Tống Vực bề ngoài không thích hành động này, nhưng sau đó lại uống ba ly rượu ngoại ở nhà, rồi lấy cớ say sưa gõ cửa nhà Đường Hinh, cố chấp nói đó là nhà mình. Đường Hinh muốn anh quay về, nhưng Tống Vực lại mặt dày trả lời. Đây cũng là nhà của anh, Đường Hinh giúp Tống Vực ngồi xuống, lầm bầm nói rằng anh ta thường có khả năng uống rượu tốt, sao hôm nay lại say đến thế này. Tống Vực yêu cầu Đường Hinh xoa bụng cho mình, trong lúc Đường Hinh không chú ý, Tống Vực lén lút sờ tay cô, làm cả hai cảm thấy ngượng ngùng. Tống Vực giả vờ đau bụng, Đường Hinh đành xoa bụng cho anh. Tống Vực tự nhiên nắm lấy tay Đường Hinh không chịu buông. Đường Hinh cuối cùng cũng thoát khỏi tay anh, nhận ra anh có vẻ đang giả vờ, nên kéo anh dậy định đưa anh về nhà nhưng tống vực lại ngã lên sofa và ngủ thiếp đi đường hinh bất đắc dĩ chấp nhận kết quả này nhưng khi nhìn vào khuôn mặt điển trai của tống vực cô lẩm bẩm trông đẹp trai thế này một mình ngoài kia uống rượu thật nguy hiểm sau đó cô lấy chăn đắp cho tống vực tắt đèn và đi ngủ trong phòng sáng hôm sau khi tống vực tỉnh dậy anh thấy đường hinh ngồi đối diện với một nụ cười trên mặt sau đó bình tĩnh tiết lộ rằng cô đã thấy anh dậy giữa đêm đi uống nước tống vực không hiểu chuyện gì đang xảy ra Đường Hinh chỉ vào chiếc camera ở góc phòng, hóa ra nó đã phản bội anh. Tống Vực bị Đường Hinh đẩy ra ngoài, đúng lúc em gái Đường đến tìm Đường Hinh. Cô nhầm tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì đó giữa họ, Đường Hinh đành phải kéo cô vào nhà giải thích rằng không có chuyện gì xảy ra. Sau đó, cô đưa kịch bản mà mình viết nhiều năm trước cho em gái Đường xem, đó là tác phẩm luyện tập sau khi cô hoàn thành tiểu thuyết và dự định chuyển thể thành phim, giúp em gái Đường hiểu rõ hơn về tâm lý nhân vật chính. Trợ lý Cao sáng sớm nhận được tiền thưởng từ phòng tài chính đó là phần thưởng của đường vực cho ý tưởng hay của anh có chứng cứ cho thấy kế hoạch tự hại thực sự hiệu quả ít nhất là làm giảm bớt căng thẳng giữa anh và đường hình em gái đường đã thêm tất cả những người tham gia tạo một giấc mơ cho bạn vào một nhóm sau đó chính thức tuyên bố mình sẽ tham gia tin tức về việc em gái đường sẽ đóng vai chính trong tạo một giấc mơ cho bạn khiến mọi người rất vui mừng khi lục trí hành và phùng trình biết rằng đường hình đã viết một bản kịch bản từ ba năm trước họ lập tức yêu cầu cô mang đến để mọi người cùng xem mặt khác đường vực cũng đã lấy bản kịch bản này từ em gái anh đọc xuyên đêm và cảm thấy thực sự viết rất tốt sáng hôm sau đường vực lại tình cờ gặp đường hinh ở cửa anh đưa bữa sáng cho cô để thử một hương vị mới khi họ bước vào thang máy không khí trở nên khá ngượng ngùng không ai nhấn nút thang máy hồi phục lại sau đó cả hai cùng nhấn nút và tay họ chạm vào nhau đường vực hỏi đường hinh về phần cô đã sửa đổi trong kịch bản đường hinh ngay lập tức nhận ra đường vực đã đọc kịch bản do cô viết rõ ràng là do em gái đường đưa cho anh Đường Vực nghĩ rằng việc kết hợp nội dung mới và cũ sẽ tốt hơn, Đường Hinh chấp nhận lời khuyên này. Đường Vực khích lệ cô phải tự tin, vì cô từng là tiểu bá vương. Mọi người bắt đầu bận rộn với việc chuẩn bị quay phim. Lúc này, em gái Đường đưa tin không lành, có một blogger tuyên bố rằng tiểu thuyết của Đường Hinh bị nghi ngờ sao chép nội dung của nhất niệm tam sinh. Ban đầu Đường Hinh không quan tâm, cho rằng đó chỉ là một cách để người ta thu hút sự chú ý, tăng lượt xem. Nhưng sau đó, vấn đề càng trở nên nghiêm trọng, thậm chí ảnh hưởng đến việc sản xuất và đầu tư phim tin đồn thất thiệt trên mạng rất nhiều, không thể phân biệt được thật giả. Vì vậy, dự án nào có tin đồn tương tự thì cần phải cân nhắc kỹ lưỡng. Hội đồng quản trị của công ty tiến hành tranh luận sôi nổi về vấn đề đầu tư. Phe bảo thủ đề cao sự ổn định, trong khi phe tiến bộ do Đường Vực dẫn đầu, xem xét từ góc độ khán giả mục tiêu và mở rộng hướng phát triển trong tương lai. Hai bên tranh cãi không ngừng và khi tin tức về việc tiểu thuyết bị nghi ngờ sao chép xuất hiện, Đường Vực chỉ có thể tạm dừng quyết định của hội đồng quản trị, chờ đến khi sự việc được làm sáng tỏ mới đưa ra quyết định tiểu thuyết tái bản của Đường Hinh bị rút khỏi kệ sách do vụ bê bối này. Kèm theo những bình luận của đồng nghiệp, làm Đường Hinh cảm thấy rất khó chịu, nước mắt không kiểm soát được chảy xuống. May mắn thay, em gái Đường kịp thời đến, kéo cô đi tham gia bữa tối an ủi của Đường Vực. Sự quan tâm của Đường Vực khiến tâm trạng của Đường Hinh trở nên tốt hơn rất nhiều. Sau khi điều tra, trợ lý Cao phát hiện ra là điện ảnh Đại Giang đằng sau màn kịch này. Ngày hôm sau, Đường Vực đã đối đầu trực diện với Đại Giang, nhưng Đại Giang không chịu nhượng bộ đường vực sau đó bắt đầu suy nghĩ cách giải quyết tình hình về nhà một câu nói của cha anh khiến anh sáng suốt nghĩ ra cách giải quyết ngày hôm sau đường vực lại triệu tập hội đồng quản trị bất chấp sự phản đối của mọi người yêu cầu trợ lý cao soạn một tuyên bố thay mặt hội đồng quản trị của thời quang nếu dự án này sau này gây tổn thất cho thời quang tôi sẽ ngay lập tức từ chức đường hinh lo lắng về việc tiểu thuyết của mình bị nghi ngờ sao chép khiến cô không thể tập trung vào việc chuyển thể lục trí hành quyết định cho đường hinh nghỉ phép dài hạn để cô có thời gian thư giãn Đường Hinh quyết định nhân cơ hội này về nhà thăm bố mẹ. Khi biết cô trở về, bố mẹ cô vô cùng vui mừng. Mẹ cô quan tâm đến chuyện cô chia tay gần đây, trong khi bố cô lại quan tâm hơn đến tâm trạng của cô. Sau khi về nhà, Đường Vực liền gửi tin nhắn, bảo cô nghỉ ngơi thoải mái, phần còn lại sẽ do anh lo liệu. Đường Hinh cảm thấy ấm áp trong lòng khi nhận được tin nhắn. Bố gọi cô vào phòng, cho cô xem ghi chú đọc sách của mình. Đây là lần đầu tiên ông mở sách con gái viết, 35 vạn từ, con gái thật giỏi. Bố con này cả đời không nói là viết, đọc cũng chưa từng xem nhiều chữ như thế. Cuộc đời này của bố, chỉ có một cuốn sách này, đọc đi đọc lại bên giường mà không bao giờ đọc hết. Đường Hinh xúc động rơi nước mắt. Cô biết rằng bố mẹ đều đã đọc qua microblog của cô và họ đều lo lắng cho cô, nhưng không biết làm thế nào để bày tỏ, chỉ có thể dùng cách này để khích lệ cô. Sáng hôm sau, em gái đường gọi điện cho Đường Hinh. Em gái đường kể cho Đường Hinh nghe về việc Đường Vực tại cuộc họp của đông đã đặt ra một quân lệnh cho mình. Đường Hinh rất lo lắng rằng Đường Vực sẽ bị ảnh hưởng bởi điều này, nên cô vội vã trở về từ nhà để tìm Đường Vực, khuyên anh không nên quá hấp tấp. Đường Vực nói với cô rằng đây là quyết định của anh dựa trên tư cách một người làm trong ngành phim ảnh và là một nhà sản xuất. Bộ phim này chắc chắn sẽ mang lại điểm nhấn cho thời quang, chứ không phải chỉ vì muốn chiều lòng một người phụ nữ. Nghe xong, Đường Hinh cảm thấy hơi thất vọng, nhưng cô vẫn bày tỏ nỗi lo của mình. Nếu anh đầu tư mà thua lỗ, hậu quả sẽ không thể khắc phục. Đường Vực khẳng định không có chuyện đó yêu cầu cô tin tưởng vào khả năng của mình, tin vào sự nhìn nhận của anh. Nếu cô thực sự sợ hãi, hãy quay về viết kịch bản tốt, phần còn lại cứ để anh lo. Em gái Đường và Thần Đông đi ăn, cô nhận ra Đường Vực đã dùng tên của Thời Quang để kiện tất cả những tài khoản marketing đã bôi nhọ Đường Hình. Có vẻ như lần này anh trai cô muốn chiến đấu đến cùng. Mọi người cùng phân tích tình hình hiện tại, Đường Vực yêu cầu đẩy nhanh tiến độ. Điều này sẽ giúp họ có lợi thế trong cuộc cạnh tranh với Đại Giang. Đường Hình đề cập đến ý tưởng chính của cô, được lấy cảm hứng từ một giấc mơ. Cô tin rằng người khác sẽ không dễ dàng va chạm với ý tưởng của mình. Đường vực đồng ý với quan điểm của cô, nhưng về mặt thời gian, nhất niệm tam sinh thực sự được công bố trước tạo một giấc mơ cho bạn. Đường vực đoán rằng tác giả có thể là người quen biết của đường hình. Sau cuộc điều tra của đường vực, anh phát hiện ra tác giả của nhất niệm tam sinh là bạn học cùng khóa với đường hình, tên là Tôn Khiết Bình. Đường hình khẳng định chính cô ấy đã nhặt được bản thảo của mình, từ đó cô nảy ra một ý tưởng táo bạo. Đường vực bày tỏ sẽ ủng hộ hết mình. Sau đó, Đường Hinh đăng Weibo tuyên bố cô đã tìm thấy bản thảo và sẽ sắp xếp lại trong 3 ngày để chứng minh sáng tạo của cô trước nhất niệm tam sinh. Đường Vực yêu cầu Thần Đông tiết lộ thông tin này cho Đại Giang. Thần Đông mới hiểu ra rằng Đường Vực và Đường Hinh đã cùng nhau lập kế hoạch dẫn dụ đối phương vào bẫy. Đại Giang tìm đến Tôn Khiết Bình. Mặc dù Tôn Khiết Bình nhiều lần khẳng định Đường Hinh chắc chắn không có bản thảo gốc, nhưng Đại Giang vẫn không yên tâm. Anh yêu cầu Tôn Khiết Bình công bố bản thảo để chứng minh cho mình. Điều này hoàn toàn trùng hợp với kế hoạch của Đường Hinh bởi bản thảo đó chính là bản thảo mà đường hinh từng đánh rơi đường hinh quyết định gặp tôn khiết bình đường hinh sau đó đưa ra bằng chứng đó là chữ ký do vũ hoan thiết kế cho cô chính chữ ký này xuất hiện trên bản thảo sách tôn khiết bình nhận thấy tình hình đã định và khi đường vực định kiện cô cô đã cầu xin đường hinh tha thứ cho mình đường hinh có chút lòng mềm khuyên đường vực không đưa tôn khiết bình ra tòa cô không muốn sự việc trở nên ẩm ý thậm chí vượt qua độ hot của chính cuốn tiểu thuyết tôn khiết bình đăng weibo xin lỗi Đại Giang và nhất niệm Tam Sinh chấm dứt hợp đồng và sự việc kết thúc. Mọi người đều tập trung hết mình vào việc sáng tạo bộ phim. Đường Vực tìm mọi cớ để tăng thời gian ghé thăm nhà Đường Hinh, thậm chí đối với con mèo mà trước giờ anh không bao giờ quan tâm, anh cũng bắt đầu thể hiện tình yêu. Rõ ràng là mục đích của anh không phải ở đó. Đường Hinh hiểu ra nhưng không nói gì, cứ để Đường Vực làm theo ý mình. Đường Vực muốn xem nội dung kịch bản của Đường Hinh nhưng lại bị cô ngăn cản. Đường Vực phản đối, nói rằng mình đã đầu tư, còn không được xem sao? Đường Hinh nói rằng nó chưa đủ tốt. Đường Vực nói mỗi tác phẩm giống như con cái của tác giả nên phải tự tin. Bộ phim này không chỉ là đứa con của Đường Hinh mà còn là của anh, vì vậy anh tin rằng Đường Hinh chắc chắn sẽ làm tốt hơn. Em gái Đường lo lắng về khả năng diễn xuất của mình nên đã tìm Thần Đông nhờ anh tìm giáo viên giúp cô. Thần Đông không mấy lạc quan về em gái Đường, cho rằng cô chỉ là nổi hứng tạm thời. Anh đề xuất một giải pháp một công đôi việc, đó là rời khỏi làng giải trí, nhưng bị em gái Đường nhìn với ánh mắt không hài lòng. Gia đình Đường không mấy thích ý với việc con gái muốn trở thành diễn viên, họ lần lượt thuyết phục cô, nhưng cô đã quyết tâm, cô sẽ trở thành diễn viên, dù phải chịu khổ cực cũng không ngại. Trong khi bận rộn, cô vẫn không quên giúp đỡ anh trai. Ngày sinh nhật của cô sắp đến, cô nói với Đường Vực rằng phong cách trang phục của họ cho buổi tiệc lần này là phong cách công chúa. Để có thể phối hợp với trang phục của Đường Hinh, Đường Vực cố gắng thu thập thông tin, cuối cùng thấy được mẫu váy mà Đường Hinh muốn mặc ở nhà cô. Trở về nhà, Đường Vực bắt đầu một màn trình diễn thời trang cá nhân cuối cùng chọn được bộ đồ phù hợp với trang phục của đường hình nhưng khi anh đến đón đường hình anh ngạc nhiên vì cô không mặc bộ đó hóa ra bộ đó là vũ hoan đưa cho đường hình nhưng may mắn thay bộ đồ của đường vực cũng khá hợp với bộ trang phục mà đường hình đang mặc đường vực dẫn đường hình đến buổi tiệc họ ăn mặc lộng lẫy tham dự bữa tiệc sinh nhật của em gái đường thu hút sự chú ý của mọi người tại sự kiện em gái đường không ngờ hai người lại xuất hiện theo cách nổi bật như vậy mẹ đường đưa người mà bà đã giới thiệu làm bạn gái cho con trai mình đến buổi tiệc Đường vực thẳng thừng nói rằng anh đã có người con gái mình thích và chỉ đường hình cho bà ấy thấy. Mẹ đường muốn tiến lên chào hỏi nhưng bị đường vực ngăn lại, bà chỉ có thể quan sát đường hình từ xa cùng chồng. Tuy nhiên, về mặt hình thức, cả hai vợ chồng đều rất hài lòng. Em gái đường nhắc nhở đường hình rằng bạn gái mà mẹ giới thiệu cho anh trai cũng đến buổi tiệc. Đường hình tỏ ra ung dung nhưng thực tế trong lòng cũng rất băn khoăn. Đường vực chủ động lấy thức ăn cho đường hình, không để cô tiếp tục uống rượu. Em gái đường tiến lại trêu chọc họ nhưng bị mẹ đường lôi đi trở về sau đường vực tiếp tục đến nhà đường hinh tận hưởng khoảnh khắc ấm áp chỉ có 30 phút họ trò chuyện cùng nhau đường hinh đề nghị đường vực giúp cô viết kịch bản dù sao anh ta cũng nhàn rỗi đường vực nói với đường hinh rằng ngày mai anh có chuyến công tác quan trọng nên hôm nay muốn ở bên cô lâu hơn một chút đường hinh cảm thấy lòng mình ấm áp với sự dịu dàng của anh ngày hôm sau bố mẹ đường hinh gọi video nói rằng họ định mai mối cho cô đường hinh tìm cách từ chối nhưng bố mẹ cô đã đặt vé máy bay quyết tâm phải thực hiện chuyện này Đường Hinh rất miễn cưỡng đón bố mẹ về nhà. Nếu chỉ đơn thuần là ở lại, cô rất hoan nghênh, nhưng lần này họ đến với mục đích khiến cô không thoải mái. Bố Đường Hinh tự tin rằng lần này sẽ dạy con gái mình trở thành chuyên gia tình yêu. Đường Hinh từng kể cho bố mẹ mình về chuyện chia tay nên họ không có ấn tượng tốt với Đường Vực. Đường Hinh sợ Đường Vực gặp bố mẹ sẽ gây rắc rối không cần thiết nên nhắn anh không ở nhà bên cạnh khi trở về từ chuyến công tác. Đường Vực lại muốn chủ động đến nhà, trong khi đó trên truyền hình đang phát sóng tin đồn về mối quan hệ giữa Đường Vực và Lục Chữ Ninh bố mẹ đường hinh thấy vậy càng ghét đường vực hơn khi đường vực trở về từ chuyến công tác anh vừa định ra ngoài thì thấy bố mẹ đường hinh về từ việc mua sắm anh định tiến lên chào hỏi nhưng lại thấy đường hinh bước ra đường hinh lo lắng bố mẹ sẽ hỏi đường vực về chuyện cô từng bị chia tay nên vội vàng kéo họ vào nhà trợ lý cao đến tìm đường vực trong thang máy gặp đường hinh anh nghe nói cô sắp đi gặp người mai mối nên vội vàng báo lại cho đường vực khi đường vực nghe trợ lý cao nói đường hinh đi gặp mai mối anh lập tức hoảng loạn nhưng không biết đường hinh đi đâu hỏi đường hinh cũng không được trả lời trong tình huống cấp bách đường vực nhanh trí gọi cho lục chi hành yêu cầu nhóm biên kịch ngay lập tức thảo luận về nội dung liên quan khiến đường hinh có thể không thể gặp người mai mối khi thấy đường vực đến cô lập tức hiểu ra mọi chuyện nhưng trước mặt lục chi hành và phùng trình cô không thể phản ứng quá mức sau khi thảo luận kết thúc đường hinh vẫn lịch sự đi gặp người mai mối lâm thanh húc lâm thanh húc tặng cô một bó hoa và họ hẹn nhau ăn cơm vào một ngày khác vừa về đến nhà đường vực đã tiến lại gần Thấy bó hoa trên tay cô và nổi cơn ghen tuông, anh cầu xin cô đừng đi gặp Mai Mối nữa và bày tỏ quyết tâm theo đuổi cô. Đường Hinh nói rằng cô có quyền lựa chọn, Đường Vực nói rằng có phải để cô đi gặp Mai Mối sẽ làm mọi chuyện quân bình không. Đường Hinh tự nhủ anh ta chỉ là một kẻ ngốc, nếu như vậy có thể quân bình, cô ít nhất cũng phải gặp Mai Mối 108 lần. Khi bố mẹ Đường Hinh trở về, cô vội vàng đẩy Đường Vực đi, tránh gây thêm rắc rối. Em gái Đường diễn tập khá tốt, nhưng nghe nói Lục Tri Hành sắp đến và mọi người nói anh ta rất nghiêm khắc cô lập tức cảm thấy căng thẳng khi biểu diễn cô không thể nhập tâm diễn xuất dối bời lục tri hành không bày tỏ ý kiến em gái đường ra ngoài xin lỗi lục tri hành anh an ủi và khích lệ cô nên luyện tập chăm chỉ để rèn luyện bản thân trợ lý cao báo cáo với đường vực về tiến độ công việc và còn đề cập đến một tình hình mới đường hinh hôm nay có hẹn gặp lâm thanh húc đường vực mất hết tâm trí làm việc anh và trợ lý cao vội vã đến nơi hẹn gặp của hai người sau nửa ngày tìm kiếm họ mới thấy đường hinh và lâm thanh húc đang cùng nhau ăn tối nghe nói họ còn định đi xem phim đường vực và trợ lý cao liền theo sau lo sợ bị đường hinh phát hiện họ còn mua khẩu trang kính và tóc giả trông giống như đang hoạt động bí mật nhưng cuối cùng vẫn bị đường hinh nhận ra đường hinh bảo lâm thanh húc đợi mình một chút cô gọi điện cho đường vực hỏi anh đang làm gì đường vực thẳng thắn nói rằng anh chỉ muốn xem người mai mối kia có đẹp trai hơn mình không nhưng bị đường hinh mắng là có bệnh sau khi đường vực và trợ lý cao vào dạp chiếu phim họ bị nhân viên nhận ra họ nghĩ rằng đường vực đang điều tra nội bộ kế hoạch theo dõi của đường vực chỉ có thể tạm thời gác lại khi anh nhận ra mình không thể cứu vãn được tình yêu dành cho đường hình thái độ của đường hình khiến anh rất tức giận khi đường hình trở về anh chặn cô lại trong thang máy và hôn cô mạnh mẽ đường vực anh đang làm gì vậy sau đó đường hình nói với đường vực rằng nụ hôn mạnh mẽ của anh đã triệt tiêu nụ hôn mạnh mẽ của cô trước đây và nếu anh còn làm thế nữa cô sẽ không bỏ qua đường vực lại một lần nữa bày tỏ lập trường của mình nói rằng nếu đường hình vẫn còn giận anh cô có thể cắn anh để giải tỏa Đường Hinh thực sự cúi xuống và cắn anh một cách mạnh mẽ. Trở về nhà, Đường Hinh nhớ lại cảnh tình tứ trong thang máy, không khỏi tim đập nhanh hơn. Mối quan hệ hiện tại của cô và Đường Vực không nằm trong kế hoạch của cô, cô cũng chưa biết phải xử lý thế nào. Mang theo những nghi vấn đó, Đường Hinh tìm bạn thân Vũ Hoan để giải đáp. Vũ Hoan thẳng thắn chỉ ra rằng Đường Hinh chỉ cảm thấy Đường Vực chưa hoàn toàn yêu cô. Mặt khác, vết cắn trên tay Đường Vực rất rõ ràng. Trong cuộc họp, mọi người đều thấy vết cắn trên tay Đường Vực và tin tức nhanh chóng lan truyền trong công ty. Sau khi bố mẹ Đường Hinh rời đi, Đường Vực tiếp tục theo đuổi Đường Hinh theo cách của mình, thường xuyên gửi hoa đến studio của Lục Chi Hành, tham gia vào cuộc thảo luận của các biên kịch. Lục Chi Hành đề xuất thêm vào phim một số nhân vật phụ nổi bật, yêu cầu mọi người cung cấp một số đặc điểm và sở thích của bạn bè để đưa vào kịch bản. Đường Hinh cố tình sử dụng tên người mai mối để chọc tức Đường Vực, và Đường Vực cũng sử dụng nhãn hiệu của người mai mối để đáp trả. Đường Vực trẻ con, gỡ tên Lâm Thanh Húc xuống để bày tỏ sự không hài lòng, nhưng không ngờ lại bị Đường Hinh bắt gặp anh ta cố tình muốn vứt bỏ tấm thẻ đường hinh tiến lên cướp lấy vô tình chạm vào vết thương do cô cắn đường hinh hơi đau lòng nhưng đường vực lại thấy có chút vui sướng khi thấy điều đó lục chi hành mang đến thức ăn nhanh vì không biết đường vực sẽ đến nên anh chỉ đặt ba phần đường vực nói không sao sau đó dưới ánh mắt ngạc nhiên của mọi người anh nhặt lên một hộp cơm trông như không coi mình là người ngoài đường hinh thấy vậy liền tìm cớ không đói và nhường hộp cơm cho lục chi hành và phùng trình thực tế mọi người đã hiểu lầm đường vực anh chỉ là giúp đường hinh chọn bỏ bớt hạt tiêu và hoa hồi rồi đưa hộp cơm cho đường hinh còn nói ra sở thích ăn uống của cô khiến lục tri hành và phùng trình có phần khó chịu đường hinh và đường vực tranh cãi vài câu phùng trình vô tình đề cập đến tin đồn giữa đường vực và lục chữ ninh đường vực mới biết rằng tin đồn đã lan truyền rộng rãi trở về công ty đường vực gọi trợ lý cao đến hỏi tại sao lần này tin đồn không được giải quyết kịp thời trợ lý cao nói lý do thần đông nhắc nhở anh rằng tin đồn phù hợp sẽ có lợi cho việc quảng bá bộ phim mới sau khi mắng mỏ trợ lý cao đường vực yêu cầu anh ngay lập tức giải quyết anh sẵn sàng lên tiếng làm rõ nếu cần anh không muốn vì chuyện này mà làm đường hinh hiểu lầm đường hinh đến cửa hàng của vũ hoan có khách hàng cố gắng chụp lén mẫu thiết kế vũ hoan ra mặt ngăn cản đường hinh cũng đứng lên binh vực bản thân cuối cùng khách hàng đành mua một chiếc áo rồi rời đi vũ hoan cho biết đó là sự bất đắc dĩ của nhà thiết kế nhỏ đường vực gần như mỗi ngày đều đến studio của lục chi hành khiến đường hinh không tránh khỏi phải liếc mắt trắng Đường vực thẳng thắn nói rằng vì đã quyết định theo đuổi cô nên anh cần phải có thái độ. Đối với những cây cỏ mà đường hình không có thời gian chăm sóc, đường vực nói rằng anh sẽ lo liệu. Đường vực giải thích với đường hình về vụ tin đồn của mình, đường hình nói anh suy nghĩ quá nhiều, cô thực sự không quan tâm. Ngay sau đó, đường hình gặp Lâm Thanh Húc. Đường vực thấy vậy tức giận đến nghiến rằng. Đường hình không muốn cho Lâm Thanh Húc cơ hội hiểu lầm, nói rằng cô đã có người mình thích. Lâm Thanh Húc đã biết người đó chính là đường vực anh cảm thấy thất vọng vì tình yêu của mình chưa kịp bắt đầu đã kết thúc sau bữa ăn lâm thanh húc đưa đường hinh về nhà đường vực xuất hiện một cách đầy uy lực khoe vết thương do cắn để thể hiện mình là bạn trai trước mặt lâm thanh húc trước khi vào cửa đường hinh bày tỏ sự băn khoăn của mình trước đây cô thích đường vực nhưng bây giờ thái độ của anh làm cô cảm thấy không có sự an toàn đường vực nghiêm túc bày tỏ tình cảm của mình đây không phải là sự bốc đồng nhất thời trước đây tôi không nhận ra điều đó đường hinh em biết không bây giờ tôi chỉ muốn đánh chết chính mình trước kia người đã nói chúng ta không hợp nhau tôi là người khá chậm chạp lần này tôi sẽ chủ động sẽ nhường nhịn em được không lời tỏ tình khiến đường hinh phần nào xúc động đường vực yêu cầu đường hinh tăng thời gian gặp mặt hàng ngày đường hinh đồng ý tăng thêm một phút đường vực cảm thấy quá ít nhưng cũng hơn không khi rời đi đường vực trêu chọc đường hinh một phút thậm chí không đủ thời gian để hôn nhỉ khiến đường hinh tức giận muốn đánh nhau người phụ nữ chụp lén thiết kế đến cửa hàng của vũ hoan với hai tên côn đồ đòi trả lại quần áo. Vũ Hoan không đồng ý, hai tên côn đồ bắt đầu đập phá cửa hàng. Đường Hinh nghe thấy điều bất thường qua điện thoại. Đường Hinh vội vàng đến cửa hàng, nhưng họ không thể đối phó với hai tên côn đồ to lớn. Đường Hinh bị đẩy ngã xuống đất, cửa hàng bị đập phá tan tành. Đường Hinh cố gắng đứng dậy để ngăn cản nhưng lại bị đẩy ngã một lần nữa. Tay cô bị mảnh kính cắt vào và chảy máu. Một tên côn đồ giơ tay định tắt cô, nhưng một bàn tay khác xuất hiện từ trên không chặn lại. Đường vực có kỹ năng tốt, nhanh chóng đánh bại hai tên côn đồ trả thù cho đường hình vẻ đẹp trai của anh khiến đường hình xúc động cô ôm trầm lấy đường vực và bắt đầu khóc nức nở đường vực với sức mạnh của một người bạn trai ôm cô đi đến bệnh viện đường vực rất lo lắng cho đường hình ngay cả một vết thương nhỏ cũng phải nhập viện để quan sát sự việc này đã làm dịu đi mối quan hệ giữa họ rất nhiều thần đông cũng đến thăm đường hình khi rời đi anh ta tiện đường đưa vũ hoan một quãng đường trên xe họ nói về vụ việc chụp lén thiết kế Thần Đông gợi ý Vũ Hoan nên thành lập studio của riêng mình, xây dựng thương hiệu cá nhân, như vậy có thể hiệu quả ngăn chặn những sự việc tương tự xảy ra, gây ra suy nghĩ cho Vũ Hoan. Vết thương của Đường Hinh không nghiêm trọng, Đường Vực đưa cô đi thăm một cặp vợ chồng già. Người vợ bị ung thư, chỉ còn hơn một tháng sống. Đường Vực từ 3 năm trước đã tham gia khóa học tình nguyện viên chăm sóc cuối đời, anh giúp đôi vợ chồng già thực hiện ước mơ chụp ảnh cưới. Đường Hinh hiểu biết sâu hơn về Đường Vực. Trong cuộc trò chuyện, Đường Vực hỏi Đường Hinh về quan điểm của cô về sự chia ly và cái chết đường hinh cho biết quan điểm của cô đã thay đổi trước đây cô cho rằng phải khóc như mất mát lớn nhưng giờ thì khác chia ly như cơn bão càng gần trung tâm càng yên bình cần phải trân trọng khoảnh khắc bên nhau tạo một giấc mơ cho bạn chính thức hoàn thành phùng trình đề xuất cùng nhau ăn mừng đường vực nói anh sẽ trả tiền nhưng đường hinh lại tranh thủ trả mọi người cùng nâng ly chúc mừng đường hinh và em gái đường đang trò chuyện bên nhau trợ lý cao tiến lại gần và nói chuyện với đường vực nói rằng đường hinh hôm nay có tâm trạng tốt đường vực gật đầu đồng ý sau đó hỏi ngược lại trợ lý cao rằng điều đó có liên quan gì đến anh thần đông cũng tiến lại gần hỏi đường vực sao sau bao lâu vẫn chưa chinh phục được đường hình đường vực khinh thường anh ta nói rằng mình có quan điểm tình yêu đúng đắn không giống như thần đông một kẻ lang nhang khi nghe mọi người bàn tán về chuyện của thần đông em gái đường trở nên không vui quyết tâm có một cuộc trò chuyện đêm khuya với đường hình chiếm luôn thời gian gặp mặt của đường hình và đường vực đường hình kể cho em gái đường về việc cô tỏ tình nghe cô kể về việc hôn đường vực em gái đường cảm thấy ngạc nhiên Đường Hinh nói rằng đã hôn là có nghĩa cô đã giành được, dù không ở bên nhau cô cũng không hối tiếc. Em gái Đường nghĩ rằng phương pháp này có thể. Sáng hôm sau, em gái Đường đến studio của Thần Đông, cũng muốn thử một nụ hôn bất ngờ, nhưng vào phút cuối cô lại từ bỏ ý định. Cô mới nhận ra mình thực sự thích Thần Đông. Nhưng cô không yêu Thần Đông sâu đậm như Đường Hinh yêu Đường Vực. Trong buổi họp mặt của đoàn làm phim tạo một giấc mơ cho bạn, em gái Đường sau khi trang điểm đã làm Lục Chi Hành ngạc nhiên, anh mất một lúc mới hồi phục tinh thần. Trong phần câu hỏi của phóng viên, Mọi người đều nhắm vào em gái Đường, không có kinh nghiệm, cho rằng cô chỉ là điều kiện bổ sung cho việc Đường Vực đầu tư vào phim. Em gái Đường lúng túng không biết nói gì, Lục Chi hành mạnh mẽ trả lời, nói rằng chính anh chọn em gái Đường làm nữ chính, không liên quan đến việc ai đầu tư. Đường Vực mang đến một bất ngờ cho mọi người, Lục Chữ Ninh xuất hiện sau đó, cô sẽ tham gia phim với vai trò diễn viên phụ. Đường Vực nói rằng Lục Chữ Ninh chính là nguyên mẫu nữ trong tiểu thuyết của Đường Hinh. Đường Hinh mới hiểu ra lý do thực sự về tin đồn giữa Đường Vực và Lục Chữ Ninh. Chịu ảnh hưởng từ Thần Đông, Vũ Hoan quyết định tham gia tuyển chọn thiết kế trang phục cho phim. Ý tưởng thiết kế và sự hiểu biết về phim của cô đã thuyết phục Lục Chi Hành và Phùng Trình, cô tự nhiên giành được vị trí thiết kế trang phục cho phim. Ba cô gái bạn thân cùng nhau ăn mừng. Vũ Hoan và Đường Hinh cố tình tránh nhắc đến chuyện về tin đồn liên quan đến Thần Đông. Em gái Đường bày tỏ cảm xúc thực sự của mình, cô cảm thấy mình không yêu Thần Đông nhiều đến vậy, chỉ là hơi không cam lòng mà thôi. Em gái Đường nghiêm túc nghiên cứu kịch bản, có những vấn đề không hiểu cô đã hỏi Lục Chi Hành Lục Chi Hành chủ động giúp cô luyện tập, anh yêu cầu em gái Đường nói ra một đoạn diễn xuất chân thật. Sau khi sắp xếp tâm trạng, em gái Đường nói với Lục Chi Hành rằng cô thích anh. Lục Chi Hành cảm nhận được sự chân thành. Mặt khác, Đường Vực và Thần Đông đi công tác ngoại ô, Thần Đông gây sự, gửi cho Đường Hinh bức ảnh Đường Vực họp với một phụ nữ xinh đẹp. Đường Hinh bắt đầu nổi giận, nhưng không lâu sau Đường Vực đã kịp thời báo cáo lịch trình của mình và gọi điện hỏi Đường Hinh liệu ngày mai có thể đến đón anh không, "Tôi yêu em." Trong lúc dạy em gái Đường luyện tập, Lục Chi Hành yêu cầu cô diễn vai người yêu và nói tôi yêu anh với anh, em gái Đường một phần xuất phát từ trái tim, đã bày tỏ tình cảm với Lục Chi Hành. Lục Chi Hành cảm thấy lần biểu diễn này của em gái Đường rất tốt, cô chính là một diễn viên đủ tư cách. Cuối cùng em gái Đường không còn lo lắng về việc bị đuổi khỏi đoàn làm phim. Cô vui vẻ mời Lục Chi Hành đi ăn và còn trêu chọc rằng Lục Chi Hành chỉ là một người đàn ông độc thân giả. Lục Chi Hành cho rằng chủ nghĩa độc thân là cách sống tự do nhất. Mặc dù không mấy muốn, Đường Hinh vẫn đến sân bay đón Đường Vực trên đường về cô than phiền với đường vực rõ ràng trợ lý cao đã đến sân bay anh còn cố tình tự mình đến đường vực giải thích rằng trợ lý cao là đến đón thần đông còn cô đến đón chính anh đường vực thậm chí không vào nhà mình trực tiếp đến nhà đường hình anh nhận ra đường hình có vẻ tức giận biết rằng cô đang bực mình vì bức ảnh thần đông gửi nên cố gắng làm mọi cách để dỗ dành cô nhưng đường hình không bị thuyết phục đường vực muốn giải thích rõ ràng với đường hình nhưng cô lại vội vàng đẩy anh ra cửa đường hình vội vàng đẩy đường vực ra cửa nhưng anh vô tình thấy điện thoại của cô trên ghế sofa. Anh nhặt điện thoại lên và đưa cho Đường Hinh, nhìn thấy tên tài khoản Weibo nhỏ của cô từ góc mắt. Sau đó, Đường Vực tìm kiếm và truy cập vào tài khoản Weibo nhỏ của Đường Hinh, nơi ghi lại từ lần đầu tiên cô gặp Đường Vực, mỗi trải nghiệm và quá trình tâm lý của cô. Tình yêu dành cho Đường Vực tràn ngập trong từng dòng chữ, khiến Đường Vực rất xúc động. Đêm khuya, Đường Hinh thấy Đường Vực vẫn chưa rời đi và cảm thấy lạ lùng. Đường Vực hỏi Đường Hinh về lần đầu tiên họ gặp nhau. Đường Hinh nói là khi cô giúp Đường Vực theo đuổi Mộng Trúc. Đường Vực lắc đầu, nói rằng là từ 4 năm trước ở sảnh của công ty điện ảnh Thời Gian, khi Đường Hinh chặn đường họ và còn mỉm cười với anh. Đường Hinh hơi ngạc nhiên, cô không ngờ Đường Vực nhớ rõ đến vậy. Đường Vực xin lỗi Đường Hinh vì anh vừa xem qua tài khoản Weibo nhỏ của cô, mới biết cảm xúc của cô dành cho mình. Anh hối tiếc vì đã nghi ngờ tình cảm của Đường Hinh dành cho mình. Không nên vội vàng từ chối lời tỏ tình của cô ấy như thế, Đường Hinh cảm nhận được tình yêu của Đường Vực, cô quay lưng đi nước mắt lương tròng, nói rằng mình chỉ vì quá yêu anh. Bây giờ cô không thể chắc chắn về tấm lòng chân thành của anh nên mới cứ khó khăn với anh. Đường vực ôm đường hình từ phía sau, thề sẽ yêu thương và bảo vệ tình cảm của hai người. Đường vực gọi thần đông đến văn phòng, khen ngợi chiến thuật của anh ấy, cách sử dụng kỹ thuật rút lui để tiến công khá tốt, đã đạt được một số hiệu quả nhất định. Thần đông mới thở phào nhẹ nhõm, mẹ của đường hình gọi điện hỏi năm nay cô muốn kỷ niệm sinh nhật thế nào. Đường hình nói chỉ cần tụ tập với một vài bạn thân như mọi năm nhưng mẹ muốn cô tổ chức một bữa tiệc sinh nhật hoành tráng còn định bay đến chúc mừng cô đường hinh nói rằng cô đang bận rộn với công việc ở đoàn làm phim không muốn mẹ đến và hứa sẽ tổ chức một bữa tiệc sinh nhật thích đáng mẹ cô mới yên lòng đường hinh gửi thư mời cho một số người bạn thân cô đã đặt lời mời vào khe cửa nhà họ từ hai ngày trước đặc biệt gửi một tấm cho đường vực kỳ vọng vào anh ấy một cách đặc biệt vào ngày sinh nhật bạn bè đều mang quà đến mọi người vui vẻ tại bữa tiệc nhưng đường vực vẫn chưa xuất hiện đường hinh bề ngoài tỏ ra bình thản nhưng trong lòng lại hơi lo lắng không ngừng kiểm tra điện thoại chờ đợi sự xuất hiện của đường vực cuối cùng đường hinh không ngồi yên được nữa ra ngoài để đổ rác vừa lúc nhận được lì xì chúc mừng từ đường vực nhưng điều đường hinh mong đợi là sự xuất hiện của đường vực cửa thang máy mở ra đường vực và thần đông từ liên hoan phim vội vã trở về nhưng họ chỉ có một giờ đường vực chuẩn bị bánh kem và nến trên xe đường hinh ước nguyện mối quan hệ của hai người lại gần nhau hơn ngày hôm sau em gái gọi điện hỏi đường vực có tỏ tình với đường hinh chưa biết anh chưa hành động Cô liền mắng anh một trận. Đường Vực lo lắng chưa đến lúc tỏ tình, nhưng anh lại không chắc chắn lắm. Anh tìm Thần Đông để hỏi ý kiến và Thần Đông khuyên anh nên hành động ngay lập tức, vẫn còn kịp. Biết chuyện đường hinh hôn Đường Vực, Thần Đông đề xuất sử dụng ngày kỷ niệm 200 ngày để tỏ tình. Đường Vực tức giận đến mức đẩy Thần Đông ra khỏi phòng. Không biết nên thảo luận với ai, Đường Vực quyết định nhờ cậy ý kiến của cha mình. Cha Đường Vực cho biết dù kinh nghiệm của ông không đủ, nhưng rõ ràng ông đã thành công một lần, nếu không sẽ không có anh và em gái. Cha Đường Vực cũng đưa ra lời khuyên tương tự như Thần Đông, sinh nhật là lựa chọn tốt nhất. Tại sao? Ngày tỏ tình, ngày cưới, ngày kỷ niệm cưới đều trong một ngày. Khi mẹ Đường Vực nghe được, bà lập tức đến nơi. Bà quan tâm hơn đến hạnh phúc của con trai, vì thế đưa ra lời khuyên từ góc độ của một người phụ nữ cho Đường Vực, nên chân thành và lãng mạn, tốt nhất là nên tỏ tình ở một nơi lãng mạn chỉ có hai người. Nghe xong, Đường Vực bắt đầu tìm kiếm địa điểm thích hợp để tỏ tình. Đường Vực tìm được một nơi gần phố Hạ Thành, một nơi gọi là Vịnh Người Tình nổi tiếng là nơi lý tưởng để xác định mối quan hệ anh quyết định đặt địa điểm tỏ tình ở đây khi đoàn làm phim thảo luận về việc chọn cảnh để tái hiện trung thực nội dung tiểu thuyết và mang đến cho khán giả hiệu ứng chân thực hơn lục tri hành quyết định đi nước ngoài để chụp cảnh nhưng đường vực không đồng ý một là xét đến chu kỳ của phim ra mắt vào ngày lễ tình nhân sẽ hợp lý hơn hai là xem xét đến thời tiết tự nhiên diễn viên có thể khó thích nghi khi quay ở đó anh chọn phố hạ thành như một nơi thay thế tốt hơn nhưng lục tri hành vẫn giữ quan điểm của mình Hai người cứng đầu không nhường nhịn nhau. Cuối cùng, quyền lựa chọn lại rơi vào tay Đường Hinh. Với một quyết định lớn như thế, Đường Hinh cũng khó mà quyết định. Đường Vực và Lục Chi Hành không ai chịu nhượng bộ, Đường Hinh chỉ có thể làm người truyền tin, chạy qua chạy lại để truyền thông điệp, mệt mỏi đến mức cuối cùng cô cũng bỏ cuộc. Em gái Đường và Đường Hinh mời Lục Chi Hành và Đường Vực ra ngoài. Họ muốn giải quyết vấn đề này tại bữa tiệc, nhưng hai người vẫn cứng đầu như cũ, thậm chí lấy chuyện hồi còn ở trường ra để chỉ trích lẫn nhau dù em gái đường và đường hinh có thế nào thuyết phục cũng không ích lợi khiến cả hai tức giận đến mức muốn bỏ đi họ mới ngừng cãi vã đường vực lấy ra những bức ảnh cảnh đẹp chụp ở phố hạ thành thấy rằng cảnh vật ở đó có thể thay thế băng đá vĩnh viễn lục tri hành quyết định nhượng bộ trước khi xuất phát đường vực nhắc nhở đường hinh mang theo nhiều quần áo vì khí hậu bên bờ biển thay đổi nhiều thấy đường hinh không phản hồi anh liền đến gõ cửa đường hinh dùng lý do muốn đi ngủ để bảo anh quay về đường vực rời đi trong thất vọng khi đường hinh đang xếp hành lý không vào muốn tìm đường vực giúp đỡ, nhưng phát hiện anh đã không còn ở cửa. Cô vừa phàn nàn thì đường vực lại xuất hiện, hóa ra anh đã theo dõi đường hình. Rõ ràng, bây giờ trong lòng anh chỉ toàn đường hình. Đoàn quay phim di chuyển đến phố Hạ Thành, đường vực và lục chi hành vẫn tiếp tục đối đầu. Lần này đường hình không muốn làm người chịu đựng, cô thà ngồi ghế phụ còn hơn. Cô cũng không muốn ngồi giữa hai người đó. Địa điểm chụp cảnh đầu tiên là núi lửa. Mọi người đến địa điểm thực tế để chụp cảnh, song do khá lớn. Lục Chi Hành nhắc nhở mọi người chú ý an toàn, anh yêu cầu nhiếp ảnh gia chụp thêm nhiều ảnh xung quanh. Trong khi đó, Đường Vực và Đường Hinh chụp ảnh bên bờ biển. Đường Vực bất ngờ nhận ra nhiếp ảnh đã biến mất không xa, hai người vội vàng tìm kiếm xung quanh. Đường Vực phát hiện một chiếc mũ nổi trên mặt biển, anh cởi áo và nhảy xuống biển. Đường Hinh không thấy bóng dáng của Đường Vực, lo sợ vội gọi người giúp đỡ. Trợ lý Cao nghe thấy và chạy đến ngay lập tức, trong khi Lục Chi Hành yêu cầu mọi người gọi điện báo cảnh sát và cấp cứu. Trợ lý Cao lo lắng cho an toàn của Đường Vực, biết anh mới bị thương vài ngày trước nên muốn xuống nước tìm. Lúc này, Đường Vực kéo Nhiếp Ảnh bơi lên từ phía bên kia. Đường Hinh chạy đến và ôm chầm lấy Đường Vực không chịu buông. Mọi người tinh tế đưa Nhiếp Ảnh đi chữa trị. Đường Hinh chủ động tỏ tình với Đường Vực, "Đường Vực, chúng ta ở bên nhau nhé, anh không muốn sao?" "Tất nhiên rồi, anh muốn ở bên em và không rời xa." Đường Vực không ngờ mình chưa kịp tỏ tình, Đường Hinh đã nói trước và anh đã chấp nhận lời cầu hôn của cô, nói rằng sẽ tổ chức một lễ kỷ niệm trang trọng cho cô. Đường Vực vì cứu người mà kiệt sức, vừa lúc nhận được sự chăm sóc của đường hình anh lật người đè đường hình xuống và hôn cô đường hình phàn nàn với anh biết rằng yêu anh khó như vậy em đã không lao vào rắc rối này lục chi hành muốn quan tâm đến đường vực nhưng lại không muốn mất mặt cuối cùng anh vẫn đến gõ cửa phòng đường vực làm gián đoạn cảnh hôn của hai người đường vực tức giận lườm anh may mắn có đường hình làm trung gian hai người vẫn có thể hòa thuận đoàn làm phim nghỉ một ngày để nghỉ ngơi đường vực có thời gian riêng tư với đường hình họ cùng nhau dạo chơi với tư cách tình nhân chụp ảnh làm trò vui nhộn, hôn nhau và cho nhau ăn, tận hưởng khoảnh khắc ngọt ngào, ấm áp. Đường Vực và Đường Hinh cùng nhau đi xe đạp đôi qua các con phố. Đường Hinh ngồi phía sau làm đủ các động tác, cô rất vui vẻ, đã từng mong chờ một cảnh tượng như thế này. Cuối cùng giấc mơ của cô cũng trở thành sự thật. Đường Hinh nói rằng cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có một ngày như thế, có thể tựa vào lòng anh. Cô nũng nịu yêu cầu Đường Vực tỏ tình với mình một lần nữa và Đường Vực thật sự bày tỏ tình cảm chân thành của mình. Đường Hinh hạnh phúc đồng ý em gái đường đến đoàn làm phim báo cáo bố mẹ lo lắng không yên may mắn thần đông đến tiễn họ mới thở phào nhẹ nhõm bộ phim tạo một giấc mơ cho bạn chính thức khởi quay ở phố hạ thành lục tri hành có bài phát biểu ngắn gọn giới truyền thông đều tập trung vào lục tri hành và đường vực em gái đường trông rất căng thẳng lo lắng rằng kỹ năng diễn xuất của mình sẽ ảnh hưởng đến tiến độ quay phim đường hinh nhận thấy tình hình liền hỏi cô về mối quan hệ với thần đông nhằm chuyển hướng sự chú ý của em gái đường Em gái đừng cho biết bây giờ cô đã hiểu rõ cảm xúc của mình đối với Thần Đông, hai người từ nhỏ đã luôn ở bên nhau. Cô ấy nói rằng cảm xúc của cô ấy đối với Thần Đông không phải là tình yêu mà là không cam lòng. Đặc biệt là chuyện Đường Vực khi còn nhỏ thường xuyên làm ướt giường, điều này khiến Đường Hinh cảm thấy rất vui. Cô đã trò chuyện với mẹ Đường Vực suốt đêm và ngày hôm sau cô bắt đầu ngủ gật trên phim trường. Đường Vực tò mò không biết cô đã làm gì và Đường Hinh nhắc tới cậu bé từng làm ướt giường. Lúc đầu Đường Vực không nhận ra nhưng sau đó dần dần anh hiểu ra rằng cậu bé mà cô đề cập chính là mình đường tổng không ngờ anh từng làm ướt giường khi đã hơn 4 tuổi hình ảnh anh ôm chăn mặt đỏ bừng vì xấu hổ đã khắc sâu trong trí nhớ của em đường vực gọi mẹ mình lại và hỏi bà đã nói gì với đường hình mẹ đường vực đành phải thật thà kể lại nói rằng bà làm như vậy để cải thiện mối quan hệ giữa anh và đường hình bà còn dạy con trai cách theo đuổi đường hình cả hai không biết rằng cuộc trò chuyện của họ đã được truyền qua bộ đàm và đến tay mọi người trong đoàn làm phim Đường Hinh nghe thấy và cảm thấy rất ngượng ngùng. Mọi người trong đoàn phim biết chuyện Đường Vực và Đường Hinh yêu nhau và họ đã chúc mừng Đường Hinh. Đường Vực nhìn thấy bộ đàm trên tay mẹ mình, mới nhận ra mình đã bị Lục Chí Hành chơi xỏ. Dù sao việc công khai mối quan hệ với Đường Hinh cũng không sao, anh cũng thấy vui vẻ với điều đó. Tuy nhiên, anh không muốn bố mẹ ở lại nữa, lo lắng rằng sẽ ảnh hưởng đến việc quay phim của đoàn làm phim, nên đã thuyết phục bố mẹ sớm rời đi. Anh hứa sẽ báo cáo mọi tình hình kịp thời. Đường Vực cùng Đường Hinh tiễn bố anh anh cũng chuẩn bị trở về đường hinh tưởng rằng đường vực vẫn còn giận về chuyện bức ảnh vội vàng đến an ủi ngược lại đường vực lại an ủi đường hinh anh lo lắng sự nhiệt tình quá mức của mẹ mình sẽ ảnh hưởng đến đường hinh đường hinh cảm thấy mẹ anh rất đáng yêu và không hề cảm thấy khó chịu đường vực nhắc nhở đường hinh chăm sóc tốt em gái anh lục chữ ninh sắp gia nhập đoàn phim em gái đường sẽ đóng cùng cô ta đường hinh nói rằng cô sẽ giúp em gái đường vượt qua khó khăn hơn nữa bây giờ em gái đường đã nhập tình rất nhanh chắc chắn cũng sẽ vượt qua được Lục Chữ Ninh gia nhập đoàn phim và đóng cặp với em gái Đường, khiến em gái Đường cảm thấy rất căng thẳng. Dù sao Lục Chữ Ninh cũng là một nữ diễn viên đang nổi tiếng, còn cô chỉ là một tân binh non nớt, chưa từng trải qua đào tạo chuyên nghiệp. Chỉ nhìn vào điều kiện cơ bản, cô đã cảm thấy sợ hãi. Thời tiết không lý tưởng, trợ lý nhắc nhở Lục Chí Hành chỉ có 20 phút để quay phim. Điều này đối với Lục Chữ Ninh là đủ rồi, nhưng em gái Đường lại không thể nhập tâm vào vai diễn. Cô ngay cả nhìn vào mắt Lục Chữ Ninh cũng không dám, cả người dường như lúc nào cũng trong trạng thái mơ hồ, Lục Chí Hành đành phải tạm dừng quay phim. Đường Hinh đến an ủi em gái Đường, thực tế cô hiểu rõ mọi chuyện, nhưng vấn đề tâm lý không phải là thứ có thể vượt qua chỉ bằng một hai câu nói. Lục Chữ Ninh nhận ra em gái Đường luôn chờ đợi mình, hiểu rằng cô muốn mình giúp đỡ trong diễn xuất. Lục Chữ Ninh không chút do dự đồng ý giúp đỡ. Dù sao, gia thế của cô ấy cũng ở đó, diễn xuất chỉ là sở thích ngoài giờ làm việc. Dưới sự hướng dẫn kiên nhẫn của Lục Chữ Ninh, em gái Đường dần dần vượt qua được rào cản tâm lý. Quả nhiên, hiệu quả quay phim ngày hôm sau đã tốt hơn nhiều. Lục Chi Hành khen ngợi Đường Hinh và Đường Hinh cũng nói với em gái Đường về điều đó. Một người dùng kẹo mút hối lộ Lục Chi Hành để ngay cả khi cô ấy không vượt qua thử thách, Lục Chi Hành cũng không quá nặng lời khi mắng cô ấy. Em gái Đường cảm thán rằng ở tuổi nhỏ như vậy đã biết sử dụng các phương pháp của xã hội. Tuy nhiên, sau đó cô ấy cũng bắt đầu noi gương, cố ý mua đặc sản địa phương là kẹo dẻo, tặng cho Lục Chi Hành. Ban đầu Lục Chi Hành hơi bối rối, nhưng sau khi được nam diễn viên gợi ý mới hiểu được ý của cô. Tối hôm đó, em gái Đường luyện tập cả đêm, do khách sạn cách âm không tốt, làm Lục Chi Hành không thể ngủ được. Anh ta đành phải qua gõ cửa nói với em gái Đường rằng cô đã vượt qua rồi. Em gái Đường vẫn không chịu nghỉ ngơi, Lục Chi Hành đành phải mang ra băng ghi âm, em gái Đường mới nhận ra mình đã làm ồn Lục Chi Hành. Ngày hôm sau, trong quá trình quay cảnh cao không sử dụng dây cáp, vì chưa từng luyện tập trước đó, cô rất khó chịu. Dù cuối cùng quay được cảnh quay nhưng xảy ra sự cố dây cáp đứt. Em gái đường treo lơ lửng giữa không trung, bám chặt vào lan can, nhưng cô không thể giữ vững lâu. Cô sợ hãi đến mức mất hết sắc mặt và bật khóc, Lục Chi Hành vội vàng chạy đến cứu cô. Trong quá trình leo núi, Lục Chi Hành bị thương tay chảy máu, nhưng anh vẫn cắn răng cứu em gái đường lên. Em gái đường thoát hiểm sau cơn nguy kịch, ôm chầm lấy Lục Chi Hành khóc nức nở. Em gái đường gọi món ngoại đến tìm Lục Chi Hành, cô đã loại bỏ bóng đen của nguy hiểm trước đó. Cô nói chuyện rất nhiều với Lục tri Hành, bày tỏ sự tự tin của mình, muốn trở thành một diễn viên nỗ lực, tỏa sáng. Mối quan hệ giữa hai người cũng đã thay đổi, ngay cả cách gọi nhau cũng khác. Cô sẽ trở thành người mà cô muốn, một diễn viên xuất sắc, tỏa sáng. Lời động viên của Lục Tri Hành đã truyền cho em gái đường nguồn năng lượng lớn, cô quyết định tiếp tục chiến lược mật ngọt với Lục Tri Hành, vì thế cô kéo Đường Hinh đi mua kẹo cho Lục Tri Hành. Đường Hinh nhắc đến sự cố nguy hiểm mà em gái Đường gặp phải trước đó, Đường Vực ngay lập tức xử lý những người liên quan khi biết tin. Đường Hinh thấy một món quà là hình nộm trông giống hệt đường vực cô mua ngay và dự định tặng nó cho đường vực như một món quà để anh thấy được bản chất thực sự của mình khi nổi giận thần đông đến trước để thăm hỏi nhân viên đoàn phim anh ấy mang đến cho em gái đường món bánh pizza sầu riêng mà cô ấy thích ăn nhưng lại bị lục chi hành nhanh chóng tặng cho em gái đường trước nhìn thấy sự thân mật giữa hai người thần đông có chút không thoải mái trong lòng buổi tối khi em gái đường đem kẹo đến tặng lục chi hành cô gặp phải thần đông làm thần đông cảm thấy mối quan hệ giữa hai người không bình thường Trước món quà 10 ngày một lần của em gái Đường, Lục Tri Hành đùa rằng điều đầu tiên anh làm khi trở về sẽ là đến nha sĩ. Em gái Đường tin lời, định lấy kẹo về và tặng món quà khác vào ngày khác. Nhưng Lục Tri Hành nói chỉ là đùa, món quà đã đưa đến thì làm sao lại lấy lại được. Em gái Đường rời đi trong sự ngượng ngùng, vừa lúc gặp nam chính từ phòng đối diện bước ra, anh ấy đòi xin kẹo từ Lục Tri Hành, nhưng Lục Tri Hành không nỡ cho người khác món quà của mình. Đường Hinh lén chạy vào phòng của Đường Vực, tặng anh chiếc hình nộm mình đã mua. Sau khi ngọt ngào một lúc, Đường Vực bảo cô đừng về tối nay. Đường Hinh trong lòng như có con nai nhỏ lộ xộn Đường Hinh tưởng tượng sẽ có chuyện gì đó xảy ra giữa hai người, nhưng không ngờ Đường Vực chỉ muốn cô giúp anh sấy tóc. Lúc này, Thần Đông không đúng lúc đem dựa đỏ đến tìm Đường Vực nói chuyện, tự nhiên không tránh khỏi bị Đường Vực đuổi đi. Đối mặt với kết quả có thể bị đày đi phi châu, Thần Đông lập tức bỏ chạy. Trên phim trường, vì phải quay cảnh hôn, em gái Đường rất lo lắng. Đường Hinh liên tục an ủi cô, Thần Đông cũng đến hỏi em gái Đường có thật sự đã suy nghĩ kỹ chưa? bây giờ từ chối vẫn còn kịp anh còn định tìm đường hình sửa kịch bản nhưng bị từ chối cô nói rằng việc dành nụ hôn đầu cho màn ảnh cũng là điều tốt đẹp tư thế của nam chính hơi gượng gạo lục tri hành liền tiến lên minh họa lúc này em gái đường trượt chân lục tri hành ôm lấy cô hai người chạm môi nụ hôn đầu của em gái đường mất đi như vậy mọi người đều ngạc nhiên thần đông tức giận muốn lao lên đánh lục tri hành về sau họ trêu chọc chuyện nụ hôn đầu màn ảnh của em gái đường đường hinh biết tâm tư của em gái đường Cô nói hiện tại cô không thể nhớ nổi chuyện nụ hôn đầu trên màn ảnh, trong đầu cô chỉ toàn là chuyện hôn Lục Chi Hành. Lục Chi Hành suy nghĩ kỹ càng, cuối cùng vẫn mua đồ đến xin lỗi. Em gái Đường rất rộng lượng, bảo rằng không sao, mình cũng không phải người nhỏ nhen, chỉ là quá căng thẳng mà thôi. Tạo một giấc mơ cho anh kết thúc quay phim, Đường Vực âu yếm ôm Đường Hinh chụp ảnh, vừa lúc bị mẹ Đường Hinh nhìn thấy. Bà gọi điện hỏi con gái, sao lại yêu đương mà không nói với mình? Đường Hinh giải thích mãi không làm dịu được cơn giận của mẹ, cô đành quyết định đưa Đường Vực về nhà. Lục Chi Hành mời em gái Đường đi ăn, vẫn dùng lý do xin lỗi. Em gái Đường yêu cầu Lục Chi Hành chụp ảnh cho mình, Lục Chi Hành bị vẻ đẹp và khí chất độc đáo của em gái Đường mê hoặc, anh tặng em gái Đường một món quà, dặn cô về nhà mới mở. Em gái Đường về nhà không chờ được mở ra, phát hiện ra là một chiếc châm tóc, chính là thứ mà Lục Chi Hành từng dùng trong phim mà anh đạo diễn, nam chính tặng cho nữ chính làm vật định tình. Đây có phải là điềm báo gì không? Em gái Đường bắt đầu trở nên nổi tiếng, hàng ngày bận rộn không ngừng cô vẫn lo lắng về khả năng diễn xuất của mình lo sợ rằng sau khi phim ra mắt cô sẽ bị nghi ngờ nên càng cố gắng hơn nữa đường hinh đưa đường vực về nhà vì chuyện trước đó đường vực từ chối đường hinh bố mẹ cô biết hết và họ không có ấn tượng tốt với đường vực không chỉ bố đường hinh chặn ở cửa mẹ còn nói rằng bà nấu không nhiều không có phần của đường vực đường vực đứng đó rất ngại ngùng đường hinh phải làm việc với bố trước dưới sự cưng nựng của cô bố đường hinh đầu hàng đầu tiên để hai người vào nhà đường hinh nói với đường vực rằng cô đã vượt qua rào cản của bố Bước tiếp theo là tìm cách thuyết phục mẹ Đường Hinh. Bố Đường Hinh hỏi Đường Vực có biết chơi mặt trược không, dường như không có gì không thể giải quyết bằng một trận mặt trược. Đường Vực cố gắng chơi theo ý muốn của bố Đường Hinh, nhưng lại bị Đường Hinh chặn hết. Cuối cùng, nỗ lực của Đường Vực để làm hài lòng bố vợ không đạt được kết quả như mong đợi. Sau bữa tối, bố Đường Hinh chính thức hỏi Đường Vực về tình cảm dành cho Đường Hinh. Đường Vực quỳ gối trước mặt, thề rằng anh không chỉ yêu cô mà còn sẵn sàng hy sinh mạng sống vì cô. Câu trả lời này khiến bố Đường Hinh và mẹ Đường Hinh cảm động đường hinh cũng rơi nước mắt sáng hôm sau bố đường hinh nhắc đến buổi họp lớp của đường hinh còn nói về người trong mộng hàn dương trong lòng cô hồi đó đường hinh ngượng ngùng nhắc nhở cha đừng nhắc chuyện đó nhưng bố đường hinh không quan tâm khiến mẹ đường hinh tức giận kéo ông đi đường vực ghen tức muốn đi cùng đường hinh đến buổi họp lớp nhưng bố đường hinh lại bảo anh đi cùng ông đến chỗ chơi cờ cuối cùng đường vực đành phải xử lý xong chuyện với bố vợ trước mặt khác em gái đường ở nhà ăn cơm với bố mẹ lục tri hành gửi tin nhắn nói rằng mình đang uống rượu một mình Em gái Đường lập tức nảy ra ý định, giả vờ đi cùng người khác nhưng thực chất là hẹn Lục Tri Hành đi uống rượu. Cô dẫn Lục Tri Hành đến quán ba nhảy, ở một nơi ồn ào như vậy. Điều này khiến Lục Tri Hành không thích nghi, may mắn có em gái Đường ở bên cạnh, anh mới dần dần quen với không khí ồn ào. Trong buổi họp lớp, người bạn trêu chọc Đường Hinh về người trong mộng của năm đó và Hàn Dương cũng đến. Dường như anh vẫn còn lưu luyến Đường Hinh, nhưng đối với cô, anh đã là quá khứ. Bây giờ trong lòng cô chỉ có Đường Vực. Sau buổi họp lớp, đường vực đợi ở cửa để đón đường hinh vô tình gặp hàn dương hàn dương cố ý gây sự giải thích với đường hinh lý do không đi bắc kinh cùng cô ngày xưa đường vực đáp trả mạnh mẽ nói rằng anh ta không xứng với đường hinh còn mình có thể dành cả mạng sống cho cô nhưng hàn dương không thể sau đó anh ta kéo đường hinh rời đi phong độ hai người cùng nhau đi dạo về nhà đường hinh hỏi đường vực có tin vào tình yêu xét đánh không và tình yêu xét đánh của cô dành cho anh là bí mật của mình Họ hôn nhau trên cây cầu lớn và đường vực cũng mang đến cho Đường Hinh những bất ngờ khác. Anh chuẩn bị pháo hoa để mừng năm mới trước cho Đường Hinh và sau năm mới anh đón cô về nhà. Đường vực và Đường Hinh bàn bạc việc đưa cô gặp bố mẹ của anh. Đường Hinh rất lo lắng, lần này cô phải mặc trang phục chính thức hơn. Cô đã nói dối về cân nặng của mình, cô cao 1m6 và nặng 85, 85 cân. Những ngày này cô phải kiểm soát chế độ ăn uống để giảm cân, lo lắng không vừa với bộ quần áo mà Đường vực chuẩn bị. Tạo một giấc mơ cho anh đã hoàn tất chỉnh sửa, Họ mời khách nhưng Đường Hinh vì đang giảm cân nên không dám ăn, cuối cùng cô mới bắt đầu ăn dưới sự thuyết phục của mọi người. Người thân và Lục Chi Hành hơi say, bắt đầu nói về chuyện của Lục Chi Hành và em gái Đường. Lục Chi Hành lo lắng về chênh lệch tuổi tác, nhưng người thân an ủi anh, nói rằng chênh lệch 8 tuổi không thành vấn đề, hơn nữa họ là một cặp rất xứng đôi. Đường Vực đưa Đường Hinh về nhà, mẹ Đường Vực tặng cô một phong bì đỏ lớn làm quà gặp mặt. Mẹ Đường Vực hào hứng hỏi Đường Hinh khi nào họ dự định kết hôn, câu hỏi bất ngờ khiến Đường Hinh bối rối. Đường Hinh được chào đón nồng nhiệt tại nhà Đường Vực. Mẹ Đường Vực nhân cơ hội này đã giải sầu bằng rượu, khiến Đường Hinh say khướt. Đường Vực đưa Đường Hinh về nhà, cô tận dụng tình trạng say để bày tỏ tình cảm thật sự của mình với Đường Vực. Tình cảm cô dành cho anh sâu đậm hơn Đường Vực tưởng tượng. Đường Hinh kỳ vọng sẽ có chuyện gì đó xảy ra giữa cô và Đường Vực, nhưng Đường Vực không muốn lợi dụng người khác, nhất là khi Đường Hinh đang say. Anh chăm sóc Đường Hinh chu đáo, đợi cô tỉnh dậy rồi nấu mì cho cô. Đường Hinh cảm thấy hương vị này quen thuộc. Đường Vực tự nhận mình đã học được bí kíp từ bố vợ. Hôm sau, Đường Vực đưa Đường Hinh đến studio của Lục Chi Hành để thảo luận dự án. Trên xe, Đường Hinh dùng WeChat để trò chuyện với các đạo diễn khác. Cô bây giờ cũng trở nên nổi tiếng, có nhiều đạo diễn mời cô làm biên kịch. Đường Vực cảm thấy ghen tị, không ngờ có người dám đào tường của bà chủ Tham Lai Entertainment. Anh đại diện cho Tham Lai Entertainment mời Đường Hinh, nhưng cô nói rằng mình cần suy nghĩ kỹ. Tới gặp Lục Chi Hành, người thân và Đường Hinh tạo cơ hội cho hai người gặp nhau họ không hề có mặt tại đó đường hinh nói dối rằng ổ cứng của lục tri hành bị hỏng và yêu cầu đường vực đưa cô đi ăn món nhật sau đó cô gọi điện thoại và thông báo tin tốt này cho lục tri hành khuyên anh ta nắm lấy cơ hội và không để lỡ lần nữa lục tri hành dùng việc có xóa đoạn hậu trường hôn môi hay không để thử lòng em gái đường em gái đường suy nghĩ một chút và quyết định không xóa nó lục tri hành liền hôn cô ấy hai người xác nhận tình cảm bằng nụ hôn sự xuất hiện của đường vực khiến lục tri hành cảm thấy ngượng ngùng bởi vì đường vực có thể sẽ trở thành anh rể của mình sự thay đổi thái độ đột ngột của anh ấy lại khiến đường vực không thích nghi được em gái đường nhắn tin cho lục tri hành nói cô ấy đã nhớ anh ngay sau khi rời đi lục tri hành vừa trả lời tin nhắn vừa lẩm bẩm nhưng lại bị đường vực nghe thấy làm anh ta giật mình may mắn là đường vực không hỏi kỹ lưỡng thần đông nghe nói đường vực định mua nhẫn kim cương cho rằng sự chân thành của anh không đủ việc đặt hàng riêng sẽ ý nghĩa hơn đường vực đồng ý và ngay lập tức tìm gặp vũ hoan để thảo luận về việc này tuy nhiên anh ta không biết rõ chiều rộng ngón tay của Đường Hinh, chỉ có thể trở về tìm cơ hội đo lường một cách ước lượng. Để không để Đường Hinh phát hiện, anh ta chỉ có thể đo một cách đại khái. May mắn thay, nhà thiết kế mà Vũ Hoan biết là rất xuất sắc, cô ấy nói rằng họ có thể xử lý vấn đề này. Thần Đông đặt mục tiêu vào Vũ Hoan, nhưng Vũ Hoan biết anh ta là một kẻ đào hoa, ngay lập tức từ chối anh ta. Thần Đông nói rằng mình có một ưu điểm là kiên nhẫn. Thực ra Vũ Hoan cũng có cảm tình với anh, chỉ là không chắc chắn liệu anh có thật lòng hay không nên chỉ có thể dùng thời gian để kiểm chứng. Đường Vực mở cuộc họp thảo luận về lịch phát hành phim Tạo một giấc mơ cho anh, lo ngại rằng phim sẽ đụng độ với phim nước ngoài. Em gái Đường là người đầu tiên đứng ra phản đối, cô nói rằng đã xem phim nước ngoài đó và cảm thấy Tạo một giấc mơ cho anh không kém cạnh, ngay cả khi so tài cũng không nhất định thua. Đường Vực quyết định đối đầu mạnh mẽ, cạnh tranh với đối thủ. Tạo một giấc mơ cho anh khi ra mắt đã đạt được thành công lớn, em gái Đường trở thành nữ chính của bộ phim với doanh thu hơn 1 tỷ. Mối tình của cô và Lục Tri Hành cũng phát triển lên một tầm cao mới. Khả Khả đã tìm một nơi không người để cùng Lục Tri Hành âu yếm. Lục Tri Hành nhắc nhở cô nên chú ý hơn, vì giờ đây cô là một ngôi sao phim ăn khách và việc truyền bá tin đồn không tốt cho sự phát triển sau này của cô. Em gái Đường và Lục Tri Hành hôn nhau, bị fan phát hiện, họ đừng đăng lên mạng ngay, cô sẽ công bố chính thức trong vài ngày tới. Em gái Đường nói là làm, cô dẫn Lục Tri Hành cùng ghi lại video công bố, đặc biệt nhấn mạnh về tình yêu sét đánh khi hai người gặp nhau lần đầu. Lục Chi Hành lo lắng ảnh hưởng đến sự nghiệp diễn xuất của cô, nhưng em gái Đường không coi trọng điều đó, trong mắt cô, tình yêu quan trọng hơn. Mẹ Đường vực thấy tin tức này rất vui, cô rất hài lòng với Lục Chi Hành. Nhưng bố lại cho rằng anh ta có ý đồ khác, nói rằng Lục Chi Hành từ đầu tiếp cận em gái Đường để lựa chọn vai diễn là đã có ý này. Ông quyết tâm giám sát Lục Chi Hành, không để con gái yêu dấu của mình bị lợi dụng. Vũ Hoan phát hiện thần đông biết tin này nhưng phản ứng lại khá bình thản. Thần Đông nói rằng mình luôn coi em gái Đường như em gái và bây giờ anh ta đang tìm cách theo đuổi Vũ Hoan. Em gái Đường sợ anh trai mình tức giận nên đã nói trước với Đường Hinh để phòng ngừa. Đường Vực lại rất chấp nhận Lục Chi Hành làm em rể. Anh ta rất hiểu Lục Chi Hành, ngoài việc thỉnh thoảng cãi nhau, nhưng phẩm chất và khả năng của anh ta vẫn rất tốt. Đường Hinh nói cô ấy hơi mệt, những ngày này đi theo Đường Vực tham gia sâu đến mức chân gần như gãy. Cô ấy muốn một kỳ nghỉ và Đường Vực phải đi cùng. Đường Vực ngay lập tức đồng ý anh ta bịt mắt đường hình và lái xe đưa cô đến một nơi đặc biệt. Tại đây, đường vực đã chuẩn bị một lễ cầu hôn hoành tráng, đầy hoa và khí cầu trang trí bằng bóng bay và hoa. Họ đi lên không trung bằng khí cầu, pháo hoa nở rộ ở phía xa chúc phúc cho họ, trên trời xuất hiện chữ Marie Me bằng tiếng Anh. Đường vực rút ra chiếc nhẫn kim cương đặc biệt để cầu hôn đường hình, nói rằng trước đây luôn là cô ấy nhìn anh. Đường vực đã trải qua 4 năm một mình trong im lặng, và từ hôm nay, anh sẽ yêu thương đường hình hết mình, việc của cô ấy sẽ là ưu tiên hàng đầu của anh. Cô Đường Hinh, liệu cô có chịu lấy tôi không?" Đường Hinh cảm động rơi lệ và đồng ý lời cầu hôn của Đường Vực. Hai gia đình ngồi lại với nhau để bàn về việc cưới xin. Đường Vực rất nghiêm túc đưa ra hợp đồng tiền hôn nhân, tự nguyện chuyển toàn bộ tài sản sang tên Đường Hinh. Nếu sau hôn nhân có hành vi không xứng đáng với Đường Hinh, anh sẵn lòng rời nhà không lấy gì. Đúng vậy, trên hợp đồng ghi rõ, anh tự nguyện tặng tất cả tài sản cho Đường Hinh, và nếu trong hôn nhân anh làm điều gì sai trái với Đường Hinh, anh sẽ sẵn lòng ra đi không mang theo gì cả hành động này của đường vực là để thể hiện sự chân thành của mình đối với đường hinh cha mẹ vực hinh cho rằng điều này không phải nhưng cha mẹ đường vực lại ủng hộ quyết định của con trai hai gia đình cùng nhau ăn tối mỗi người kể lại những chuyện xấu hổ của đường vực và đường hinh khi còn nhỏ khiến cả đường vực và đường hinh đều có chút ngượng ngùng đường vực tìm cớ kéo đường hinh ra ngoài đi dạo đường vực và đường hinh đã chuẩn bị sẵn sàng để cùng nhau đi đăng ký kết hôn sau đó đường hinh đã đăng ký kết hôn lên wechat của mình ngay lập tức thu hút sự chú ý và lời chúc mừng từ mọi người đường vực hỏi về mức độ thích và biết đó là lời nói dối của thần đông dùng để lừa gái anh thậm chí suýt bị lừa nên đã ngay lập tức ngừng sử dụng thẻ tín dụng phụ của em gái đường vực nói với đường hinh rằng thích chín phần có nghĩa là anh muốn cưới cô điều này là thần đông nói đùa với em gái nhưng không ngờ đường hinh lại tin đường hinh cảm thấy lời này có lý nếu đường vực thực sự thích mình anh sẽ không ngại bị đánh giá thấy vậy đường vực trực tiếp hôn lên môi cô dùng hành động thực tế của mình để đánh giá đường hinh tạo nên một đêm tuyệt vời đường hinh đến thời quang lần này thái độ của mọi người rõ ràng khác biệt, dù sao cô đã trở thành chủ nhân. Ngay cả các biên kịch trước đây có quan hệ đối địch cũng chủ động tiếp cận cô. Đường Hinh rất khoan dung, không quá để ý đến họ. Đường Vực và Đường Hinh tổ chức tiệc tại nhà để chiêu đãi bạn bè, chỉ có Thần Đông và Vũ Huyền. Em gái Đường và Lục Chi Hành đã đến dự tiệc, họ chúc mừng hai người. Sau bữa tối, em gái Đường đi dạo cùng Lục Chi Hành. Lục Chi Hành, từ một người không muốn kết hôn, đã thay đổi thành người yêu em gái Đường một cách kiên định. Anh muốn cùng em, sống như vậy suốt đời em gái đường cảm ơn cuộc gặp gỡ ban đầu nhờ vậy cô mới có cơ hội trở thành nữ chính trong tạo một giấc mơ cho anh và có cơ hội bước vào cuộc sống của lục tri hành thần đông đưa vũ hoan đến công ty thảo luận về chi phí thiết kế trang phục cho dự án tiếp theo đúng lúc công ty mất điện thần đông thắp nến lên vũ hoan đề nghị họ có thể thử bắt đầu mối quan hệ hay là chúng ta thử xem sao thần đông có vẻ ngơ ngác vũ hoan ngay lập tức nói rằng cô đang đùa nhưng cả hai hiểu ý nhau mối quan hệ của họ dần trở nên gần gũi hơn đường vực thấy đường hinh mặc váy cưới làm cho ngỡ ngàng họ đã chụp ảnh cưới ngọt ngào bên bờ biển và thề sẽ bảo vệ tình yêu của mình mãi mãi đường hinh nói vừa rồi người trang điểm nói chúng ta trông rất hợp nhau không chỉ người trang điểm người làm tóc và người chụp ảnh cũng nói vậy anh không nghe thấy sao nghe thấy rồi vậy mà anh vẫn nói trước kia chúng ta không hợp nhau rõ ràng chúng ta trông rất hợp nhau nếu anh biết anh sẽ thích em như bây giờ anh có thể yêu em từ cái nhìn đầu tiên không chúng ta định mệnh phải ở bên nhau